song phương cứu rỗi, báo thù, cường cường, kéo dài qua ngay ngô vườn trường đến khinh thuộc xã hội trưởng thành báo thù văn Bạch Lê, là mẫu thân tận lương sinh đổi tên, cho dù đêm tối dài dằn dặt cỡ nào, chung quy sẽ nên đón bình minh một chùm ánh sáng. Nguyên danh Bạch Ly, sinh sinh tương ly, là tên phụ thân hắn đặt, chỉ vì nạn là thân nữ nhi, sớm muộn gì cũng rời đi. Từ nhỏ tiểu Bạch Lê đã độc lập tự chủ, tuổi còn nhỏ đã biết bảo vệ mẫu thân dưới bạo lực gia đình cô cố gắng học tập cố gắng kiếm tiền cố gắng chỉ vì có thể vì mình cùng mẫu thân kiếm được một phần an nhàn nàng kiên cường kiêu ngạo còn giảo hoạt đối với mong muốn rõ ràng lại kiên định bạch lê vốn cho rằng mẫu thân rốt cục thoát khỏi bạo lực gia đình gặp được người bên nhau cả đời càng về sau lại là một hồi âm mưu long trọng lấy đi những thứ không thuộc về mình cô sẽ muốn bọn họ trả lại hãy để những người như vậy nếm trải nỗi đau mất mát lấy đức báo oán không tồn tại, lấy răng đền răng lấy mắt đền mắt mới là nguyên tắc hành sự của nàng. Có chuyện gì vậy? Trần mặt vẫn ghét bỏ cô lại là một loại si tình. Vậy không đúng sao? Công cụ trả thù đưa tới cửa, vì sao không dùng? Chỉ là, làm sao bây giờ? Hình như cô cũng động tâm. Lập ý, tình yêu chỉ có thể là tình yêu, tình yêu không thể trở thành lưỡi dao sắc bén của bất cứ tổn thương nào. Có người, cả đời đều học cách yêu và được yêu. Tác giả có lời muốn nói. Văn này trưởng thành báo thù văn, không ngón tay vàng, có ngọt có ngược, có được cùng mất đi, không phải văn trường. Giai đoạn trước tình tiết sân trường chỉ là quá trình cần thiết, sẽ từ sân trường xanh tươi đến xã hội nhẹ nhàng quen thuộc, mỗi người đều đang chậm rãi nhận rõ chính mình, dần dần trưởng thành. Chương 1 Hai gã phú hào Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mùng 2 tháng 6 âm lịch, vạn sự đều thích hợp, thích hợp nhất để lấy chồng. Tòa thành thị này nổi danh giàu có biệt thự khu hào đình trang viên, tổng cộng 18 tòa biệt thự, tọa lạc ở chỗ cao nhất phủ đệ. Lâm Phủ Hôm nay, kết hôn lần hai. Giờ phút này bóng đêm dần tối, không có pháo nổ tận trời, không có nghi thức hôn lễ xa hoa mà long trọng, hết thảy im ắng, chỉ có đèn lồng đỏ thẫm treo cao trước cửa cùng chữ sông hỷ lát đát dáng trong sân, hiển lộ chút không khí vui mừng. Ba Ba bảo lưu quản gia đem cái kia chói mắt đèn lồng đỏ đều gỡ xuống, còn có cái kia chữ hỉ, ta nhìn liền chán ghét. Một cái nhị hôn còn treo cái gì đèn lồng đỏ thẩm dáng cái gì chữ hỉ, nếu là ở cổ đại, đây chính là cái thiết, nàng căn bản không xứng. Huống chi nàng không phải là ba ba tìm đến. Thanh âm nói chuyện tự hồ có chút khí lực không đủ, tức giận cũng không nhỏ, nói xong còn có thể rõ ràng nghe được một tiếng thanh thúy vỗ bàn thanh âm ta đã đủ chiếu cố tâm tình của ngươi, không có cho ngươi tận a di ra dáng hôn lễ, liền treo cái đèn lồng ngươi cũng so đo nhanh cho ta đi nhà hàng ăn cơm, tại yến tiệc không nên vô lễ, hôm nay đều là ngươi tận di chí thân, ta nói cho ngươi. Thanh âm đột nhiên hạ thấp, bên trong vốn là kịch liệt nói chuyện với nhau hai người đều cố ý đè thấp thanh âm, lại không có chút tiếng vang nào. Bạch Tiểu Thư, cô đây là. Bạch Lê chỉ đi vệ sinh sửa sang lại chiếc váy mới mặc hôm nay, không ngờ lúc trở về lại đi nhầm hướng đi ngang qua thư phòng trùng hợp nghe được cuộc đối thoại này bạch lê đắm chìm trong cuộc đối thoại vừa rồi lấy lại tinh thần cố nén tức giận nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười đơn thuần đáng yêu nhợt nhạt lộ ra hai cái răng nanh khéo léo nụ cười này tươi đẹp đại khí lại không mất đi vẻ đáng yêu cô xoay người lễ phép trả lời chú lưu cháu vừa đi vệ sinh một chuyến muốn về nhà ăn nhưng hình như đi nhầm hướng nếu không phiền chú dẫn đường cho cháu không ai có thể chống lại thỉnh cầu của tiểu cô nương đáng yêu nhu thuận như thế. Trên mặt lưu quản gia vốn không chút thay đổi lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, đến gần Bạch Lê, hơi cúi người, không phiền toái, mời Bạch Tiểu Thư bên này. Đợi Bạch Lê đi ở phía trước, lưu quản gia hơi dừng một chút, xác định bên ngoài thư phòng đích xác không có động tĩnh cùng dị thường gì, liền đi theo Bạch Lê nửa bước, dẫn cô đến phòng tiệc dùng cơm. Bạch Lê dư quan nhìn thấy hành động của lưu quản gia, không khỏi thầm nghĩ, mẫu thân thoát khỏi bạo lực gia đình lần này thật sự gặp được người xa cách lâu ngày mới gặp lại như lời nàng nói tình đầu ý hợp đáng giá làm bạn cả đời sao gia đình như vậy có thật sự đơn giản thuần túy như mẹ nghĩ hay không bạch lê đang suy nghĩ thì bị giọng cậu từ xa truyền đến cắt ngang em gái lần này em coi như đã hết khổ rồi gả vào nhà giàu đừng chỉ lo hưởng phúc cho mình sau này ngàn vạn lần đừng quên anh trai em phải nói vẫn là đệ muội ngươi bộ dạng đẹp mắt, cái tuổi này, dáng người còn trước nhô sau vĩnh, bằng không cũng không tới được cái phúc khí này. Thật không nghĩ tới nha, ngươi ly hôn thật đúng lúc, dĩ nhiên gả vào hào môn, gà rừng biến thành phượng hoàng rồi. Mợ nói tiếp. Lời nói thô bỉ lại mang theo vũ nhục lại nửa điểm không nghe thấy mẹ tần lương sinh phản bác, trong lòng bạch lê thở dài, tính tình tốt đẹp của mẹ, cả đời này thật sự bị cả nhà cậu ăn chắc. Bạch Lê nhíu mày liếc mắt nhìn Lưu quản gia đi bên cạnh, trên khuôn mặt bất động thanh sắc kia có một cái liếc mắt khinh thường, khóe miệng không giấu vết khẽ động, sau đó lại khôi phục mặt không chút thay đổi. Bạch Lê ở trong lòng không khỏi phẫn hận, cái gọi là cậu này khi cha bạo hành mẹ, chưa bao giờ đi ra che chở mẹ, khi mình kiệt lực khuyên bảo mẹ ly hôn, chẳng những không ủng hộ còn đi ra đứng về phía người đàn ông say rượu bạo hành gia đình kia, sợ mẹ ly hôn lại đổ lỗi cho anh ta, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ ngay tại chỗ thân thích như vậy, khi biết được mẹ và Lâm Kính chào kết hôn, lại lập tức chạy tới, mang lên danh sách anh vợ. Mẹ, trà của cậu đã nguội rồi, mau cho cậu ấy thêm chút nước, nói nhiều như vậy, sẽ khác. Bạch Lê khẽ gật đầu cảm ơn Lưu quản gia, xách theo làng váy màu lam nhạt bước vào nhà hàng. Cậu mợ vừa mới lại nhải kia, thấy Bạch Lê trở về, lập tức im lặng, biểu môi, bưng chén trà trước mắt lên giả vờ thưởng thức trà bọn họ tự nhiên biết sự lợi hại của cháu gái này, lúc trước chính là cô mạnh mẽ trúng một chai bia của cha cô, đội một đầu máu báo cảnh sát, mới có thể làm cho mẹ cô thuận lợi ly hôn, tính cách bướng bỉnh kia, nếu chọc giận cô, xuống đài hay không đều là nhẹ, hết thảy đuổi đi đều có thể, cũng không thể dễ dàng buông tha cơ hội khó có được trèo lên phú hào thân thích này. Bạch Lê nhất nhất đảo qua cái gọi là thân thích một nhà cậu trên bàn, ánh mắt đánh giá cửu mẫu chung quanh bốc lên kim quang, còn có cực kỳ hâm mộ nhìn biểu muội mặt một thân này của nàng. Chỉ tiếc, nàng dì nhỏ một nhà cuối cùng không có tới, Bạch Lê biết ở dì nhỏ trong mắt, mẹ rõ ràng là vừa mới chạy ra ổ sói, hiện tại lại chạy vào hào môn hổ huyệt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bối rối lại bất lực mù mù trên người, tần lương sinh nhìn thấy nữ nhi của mình rốt cục trở về, trong mắt phản phất nhìn thấy cứu tinh giống như lóe sáng. Bạch Lê nhẹ nhàng vuốt ve bả vai mẹ vài cái, ngồi xuống bên cạnh bà hôm nay mẹ cô rất đẹp dáng người vốn gầy gò mặc vào áo may đo sườn xám màu đỏ thuần thủ công hết sức xinh đẹp trên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt trước kia cũng nhiễm hồng nhuận thẹn thùng trang điểm tinh xảo che lấp dấu vết năm tháng ai nha thật sự là ngại quá vừa rồi tập đoàn đột nhiên có chút việc gấp đi thư phòng xử lý một chút trì hoãn thời gian đừng trách nhân vật chính vốn nên sớm có mặt trong bữa tiệc nhân vật chính lâm phủ lâm kính kính giác viên minh châu trên tay mình lâm giai tuệ khoan thai đến chậm lâm giai tuệ mặc một thân quần áo màu trắng trong cuộc sống vui mừng như vậy có vẻ chói mắt cùng đột ngột tập đoàn có việc gấp biết nguyên nhân thật sự bạch lê bình tĩnh nhìn chằm chằm lâm giai tuệ đứng ở phía sau lâm kính kính cho đến khi ánh mắt cao ngạo của lâm giai tuệ đảo qua mọi người đối diện với cô như là bị ánh mắt trắng trợn của cô dọa sợ lâm giai tuệ nhanh chóng dời tầm mắt lâm kính kính trực tiếp đi tới bên cạnh tần lương sinh khẽ vuốt bên hông tần lương sinh tình ý triền miên lại ấy nấy mười phần nâng chén bồi tội tần lương sinh thẹn thùng đỏ bừng mặt bộ dáng tràn ngập tình yêu hạnh phúc bạch lê gần 18 năm qua chưa từng thấy qua cô đứng ở một bên lặng lặng nhìn mẹ của mình qua rất nhiều năm cô đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng vết thương chồng chất của mẹ giờ phút này bộ dáng cô gái nhỏ hạnh phúc đã đem bóng ma trong trí nhớ trùng trùng bao phủ cô chợt cảm thấy ánh mắt ẩm ướt, trong lòng yên lặng cầu nguyện mẹ khổ tận cam lai, quãng đời còn lại hạnh phúc, người đàn ông trung niên trước mắt này thật lòng đối đãi với cô, những thứ khác. Bạch Lê lại nhìn thoáng qua lâm giai tuệ, cũng không quan trọng như vậy. Ba, cả nhà chú Trần còn chưa tới, không thể mở tiệc. Lâm Giai Tuệ đột nhiên từ phía sau Lâm Kính Kính đi ra, một bước liền chen vào giữa hai người, tận lương sinh lão đảo về phía sau hai bước, vì bạch lê đứng ở phía sau nạn đưa tay đỡ lấy không có quy củ lâm kính kính cau mày trừng mắt nhìn lâm giai tuệ một cái một đôi tay to lại kịp thời giữ chặt tay lâm giai tuệ ổn định thăng bằng của cô xin lỗi đây là tiểu nữ ta chỉ có một cô nương này từ nhỏ nuông chiều không có quy củ quen rồi đừng để ý lâm kính kính quay đầu nhìn về phía bạch lê thân thiết vẫy tay nói tiểu lê a à, vừa vặn hai người quen biết một chút cũng trùng hợp hai người cùng tuổi, về sau cùng nhau đi học sinh hoạt cũng có bạn. Bạch Lê quay đầu nhìn về phía mẫu thân, Tần Lương Sinh cũng mỉm cười gật đầu ý bảo nàng đi qua, lời nói chói tai vừa rồi nghe được còn cứng ở trong lòng nàng, thật sự không cách nào tươi cười đi lên phía trước, chỉ thản nhiên vương tay nói. Xin chào, ta tên là Bạch Lê. Lâm Giai Tuệ liếc mắt, làm như không thấy quay đầu nhìn Lâm Kính chào, nũng nịu nói. Ba, người ta vừa mới rửa tay. Tề. lời này ghét bỏ chi tình bộc lộ trong lời nói như thế nào lần đầu tiên gặp mặt liền gấp không nhìn được muốn ra oai phủ đầu sao còn chưa tới phiên ngươi bạch lê hừ lạnh một tiếng tiến lên nắm lấy tay lâm giai tuệ cưỡng chế lại dùng sức cầm lên nhấn xuống không đợi lâm giai tuệ phản ứng lại buông tay ra cầm lấy khăn tay ấm áp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn ăn cẩn thận lau chùi xoay người đưa cho người giúp việc bên cạnh ông nhu nói bẩn rồi xin đổi cái mới. Sau đó xoay người lại cười ngây thơ nhìn Lâm Giai Tuệ vẻ mặt kinh ngạc. Lưu quản gia bên cạnh thấy một màn như vậy, khóe mắt giật giật, cô nương này, có chút cá tính, đại tiểu thư nhà hắn chưa từng đến qua thiệt thòi như vậy. Anh! Lâm Giai Tuệ kịp phản ứng muốn nổi giận bị Lâm Kính Kính giữ chặt. Không lễ phép, vừa rồi không phải nói muốn trang điểm lại sao? Còn không mau đi. Lâm Giai Tuệ dưới uy áp của Lâm Kính Kính, chỉ đành oán hận trừng mắt liếc bạch lê một cái mang theo làn váy màu trắng dưới sự hầu hạ của người hầu không tình không nguyện đi ra khỏi nhà hàng bạch lê xoay người đi tới vị trí tiểu bối trên bàn ăn ngồi xuống biểu mùi bên cạnh lại gần nhỏ giọng nói xem ra ngươi ở đây cũng không nhất định tốt công chúa này thoạt nhìn cũng không phải là người hiền lành nói xong thân thể hơi ngửa ra sau ánh mắt cực kỳ hâm mộ từ trên đầu bạch lê bắn phá đến chân cảm thán nói chiếc váy này thật đẹp mắt, rất đắt sao. Kim cương trên này là thật hay giả? Bạch Lê mặc kệ, cầm chén trà trước mặt lên uống từng ngụm nhỏ. Biểu mùi thấy thế, tự giác mất mặt biểu môi, cầm điểm tâm trước bữa ăn lớn miệng ăn, không ngừng nói thầm ăn ngon thật. Người lớn hàng huyên không lâu, bên ngoài phòng ăn một trận rộn ràng nhốn nháo, đẩy cửa đi vào chính là một người đàn ông trung niên ăn mặc khéo léo trầm ổn nội liễm, một đôi mắt khôn khéo làm cho Bạch Lê ấn tượng sâu sắc phía sau đi theo một nam sinh mặc đồng phục học sinh trầm mặc không hợp với bầu không khí hiện trường. Lâm Kính Kính cùng người tới thân thiết chào hỏi, Bạch Lê đoán rằng đây chính là Lâm Giai Tuệ vừa nhắc tới cái gọi là nhà chú Trần. Nam sinh đồng phục học sinh không nói một lời, kéo ghế giữa cách một vị trí ngồi xuống, cặp sách vung lên treo trên lưng ghế, người giúp việc tiến lên muốn hỗ trợ lấy đi, cậu khoát tay, cả người đều tản ra khí tức cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Anh Trần mặt, cuối cùng anh cũng tới lâm giai tuệ xếp váy, một đường chạy chậm tới trước người nam sinh, người hầu phía sau vội vàng nhỏ giọng gọi. Tiểu thư, chậm một chút, chậm một chút. Bạch Lê trong lòng trận trắng mắt, không phải nói tiểu thư này tim không tốt, đây không phải là chạy rất nhanh. Nam sinh rất lịch sự đứng lên vương tay đỡ lấy lâm giai tuệ, giọng nói thản nhiên. Bác sĩ nói, em không thể vận động mạnh, sau này đừng chạy nữa. Anh trần mặt, em còn tưởng rằng anh sẽ không tới, anh biết không vừa rồi lâm giai tuệ ghé vào bên tai trần mặc nhỏ giọng thì thao người lớn đối với hành động quen thuộc của hai người này tập mãi thành thói quen một bộ hiền lành vui mừng nhìn lâm kính kính nói hai người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên lúc này mới hai ngày không gặp đã có nhiều chuyện trò như vậy chú trần ở một bên vui mừng cười cười phụ họa gật đầu từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên thân cận không biết lâm giai tuệ nói cái gì con ngươi màu mực nhạt của trần mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch lê trong ánh mắt kia tràn ngập phiền chán bạch lê bị nhìn nhất thời không nói gì bên tai lần nữa sâu kín truyền đến xem ra đại soái ca này cũng là công chúa một đám ai biểu mùi lông mày nhíu cùng một chỗ đồng tình nhìn bạch lê khóe miệng còn treo không có lau sạch bánh ngọt bơ bạch lê yên lặng rút một tờ giấy ăn đưa cho em họ chỉ chỉ bên miệng bơ a à, em họ cúi đầu lau loạn một trận sợ ở trước mặt tuấn tuyển soái ca phá hủy ấn tượng ban đầu. Bất luận là ánh mắt mạc danh kỳ diệu hay là một loạt động tác làm bộ của em họ, Bạch Lê đều cảm thấy buồn cười, nhìn lại nhìn, mới không cười ra tiếng. Yến tiệc tinh xảo mỹ vị, rất nhiều món ăn đều là Bạch Lê chưa từng thấy qua, càng chưa từng nếm qua, Bạch Lê yêu thích mỹ thực, thầm nghĩ hết sức chuyên chú ăn cơm, ai với ai cùng cô không có nửa xu quan hệ. Húng hồ cái gọi là soái ca này, đại khái là một người mù màu đỏ xanh, vật thể màu xanh lá cây đại khái không nhận ra được. Tiểu Lê à, Trần Mặc và Giai Tuệ đều học ở trường trung học Thắng Hiền, sau này các cậu sẽ là bạn cùng lớp. Lâm Kính Kính nói khiến Bạch Lê một lòng dùng cơm thiếu chút nữa nghẹn hồng. Khủ! Cô biết Lâm Kính Kính sẽ sắp xếp cho cô vào trường trung học Thắng Hiền, mẹ cô đã sớm đề cập qua, không ngờ, công chúa và trúc mã của cô lại còn học cùng lớp với cô. Về nhà phải đối mặt đi học còn phải đối mặt đây cũng không phải là tin tức tốt làm cho người ta vui sướng gì không đợi bạch lê phản ứng lâm giai tuệ dẫn đầu bất mãn nói ba cô ấy cũng ở lớp quốc tế của chúng ta trường trung học thắng hiền là trường trung học tốt nhất thành phố lớp quốc tế lại càng là lớp có giáo viên đứng đầu cho nên sau này cô và trần mặc phải chăm sóc bạch lê nhiều hơn tính ra cô ấy lớn hơn cô mấy tháng là chị cô em không có chị gái lâm giai tuệ đặt đổ lên gối lâm kính kính hồi nháo còn chưa nói ra miệng tần lương sinh đưa tay kéo cánh tay lâm kính kính ôn nhu nói chỉ bất quá mấy tháng còn luận cái gì tỉ tỉ mùi mùi hơn nữa các nàng còn không quen thuộc về sau quen thuộc là tốt rồi lâm kính kính vững vàng thân hình ôn nhu nhìn nhìn tần lương sinh còn nói thêm tiểu lê vừa đi ít nhiều sẽ có không quen thuộc hoặc là học tập thượng vấn đề trần mặc a à, ngươi học tập tốt bình thường nhiều giúp một chút lần này ngược lại không có phản ứng kịch liệt một tiếng nặng nề từ xem như trả lời bạch lê trong lòng thở dài thật sâu nàng căn bản không muốn chuyển trường học nhưng là trước kia trường học cách nơi này quá xa đại khái xác suất cần nội trú nàng thật sự không yên lòng mẹ một người lúc này mới lựa chọn tiếp nhận an bài như vậy huống chi mẹ cô cũng coi an bài như vậy là dụng tâm của lâm kính kính đối với cô nghĩ tới đây bạch lê hắn giọng lại lộ ra hàm răng trắng noạn đáng yêu, cảm ơn chú Lâm đã phí tâm an bài. Lâm kính kính hướng cử chỉ khéo léo, nói chuyện lễ phép chu đáo Bạch Lê hài lòng gật gật đầu, chào hỏi nàng hảo hảo ăn cơm. Bạch Lê cười ngồi xuống, thoáng hòa hoãn tinh thần, nhìn ngưu liễu tươi mới trước người, dùng sức gấp lên nhét vào trong miệng, hung hăng nhai nuốt. Ăn nhiều một chút, mới có sức sống thật tốt trong căn nhà xa hoa này. Chương 2 Tầm cơ kế nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một bữa cơm ăn hòa thuận lại chính thức, may mắn cơm xong, Lâm Kính Kính liền cùng cha Trần Mặc vào thư phòng nói chuyện phím, Lâm Giai Tuệ trong lòng tràn đầy đều là anh Trần Mặc tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, sớm không biết chạy đi nơi nào. Lâm Phủ người hầu nhiều, không bao giờ cần tận lương sinh lại giống như trước đây thu thập canh thừa cơm thừa, rửa chén đĩa đĩa, sửa sang lại rườm ra việc nhà. Cô giác Bạch Lê đi tới căn phòng phía tây lầu ba lầu chính. Đây là phòng ngủ thuộc về Bạch Lê, cẩn thận sắp xếp hành lý mang đến cho Bạch Lê. Hành lý của Bạch Lê không nhiều lắm, bởi vì bình thường luôn mặc đồng phục học sinh, cô cũng không quá để ý đến trang phục, cho nên quần áo hàng ngày cũng không nhiều, phần lớn là đủ loại sách vở cùng sách luyện tập thật dày. Tần Lương Sinh nhìn xem sửa sang lại sách vở nữ nhi, trong lòng một trận chua xót, đi qua 18 năm, nữ nhi của nàng vẫn sinh hoạt ở gia đình bạo lực bên trong, tuổi còn nhỏ lại khắp nơi bảo vệ lấy chính mình nàng cái này mẫu thân chưa bao giờ cho Bạch Lê giống như những nữ hài tử khác bình thường an ổn sinh hoạt. 18 tuổi như đóa hoa, cô nương cùng tuổi có được vô số váy quần áo đẹp mắt, đủ loại kiểu dáng trang sức, nhưng nhìn con gái mình, một mặt đến không thể mộc mặt hơn, hằng ngày luôn là một sợi dây thượng màu đen chải tóc đuôi ngựa thật cao, một thân đồng phục học sinh. Hôm nay mặc lễ phục vẫn là lúc Lâm kính kính đặt sườn xám cho cô, cố ý dặn dò nhân viên bán hàng chọn phối hợp cho Bạch Lê, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt trực rỡ lóa mắt của con gái như thế. Bạch Lê nhận thấy được tâm tình của mẫu thân, tiến đến trước mặt Tần Lương Sinh dí dõm làm mặt quỷ, cười nói. Mẹ, hôm nay là ngày đại hỷ của mẹ, cũng không vui không vui nha. Tần Lương Sinh bị nàng chọc cười, hai tay cầm Bạch Lê tinh tế tay, tinh tế vuốt ve, ôn nhu nói. Mẹ xin lỗi ngươi, trước kia cũng không cho ngươi qua cái gì ngày lành, để ngươi đi theo ăn không ít khổ. Bạch Lê lắc đầu, cẩn thận vuốt mái tóc trên trán mẹ ra sau tai, mẹ, đã qua rồi, người kia. Nghe nói trước đó không lâu say rượu ẩu đả, làm người ta bị thương không nhẹ, đi vào. Nó sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của chúng ta nữa, mẹ và chú Lâm sống thật tốt, tận tình hưởng thụ hạnh phúc của mẹ, không cần bận tâm đến con, con đã trưởng thành. Bạch Lê nhìn chầm chầm tầng lương sinh sau tai một đạo chói mắt vết sẹo, bởi vì không thể hảo hảo bảo dưỡng, xuất hiện nghiêm trọng tăng sinh may mắn hàng ngày có thể dùng tóc che đậy không đến mức đem những này nhìn thấy ghê người triển lộ ở trước mặt người khác người kia cũng chính là cha ruột của cô vết sẹo này của mẹ là một lần say rượu nhiều năm trước cầm băng ghế dùng sức đập xuống lưu lại nguyên nhân rất đơn giản chỉ là bởi vì con trai nhà hàng xóm giúp hắn rót một chén rượu vì vậy lần thứ vô số ghét bỏ nổi lên nữ nhi thân bạch lê trong nháy mắt cái ghế rơi xuống bạch lê được tần lương sinh gắt gao bảo vệ ở dưới thân nàng còn nhỏ mắt thấy từng giọt từng giọt huyết châu từ trên đầu mẫu thân chảy xuống một khắc kia nàng cho rằng từ nay về sau mất đi người duy nhất yêu nàng trên thế giới này cũng từ đó trở đi bạch lê không còn thích màu đỏ và say máu nghiêm trọng nữa tần lương sinh không chú ý tới ánh mắt bạch lê khóe miệng chứa ý cười vừa gật đầu vừa tự mình nói chú lâm của cháu thật sự quan tâm chú sợ ủy khuất chú như vậy tối hôm qua còn nói xin lỗi nhiều lần chú ấy thật sự là chú đều hiểu bệnh tim bẩm sinh của giai tuệ không thể bị kích thích thời gian còn ngắn chú ấy vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận chúng ta thời gian dài ở chung lâu tin tưởng sẽ tốt bạch lê nghe im lặng không lên tiếng trong đầu vẫn vang vọng cuộc đối thoại nghe được trước bữa ăn lời lâm giai tuệ chưa nói xong đã nghẹn ở nơi đó tuy rằng cô an ủi mình đại khái chỉ là lời bực bội mà ngạo kiều công chúa nhất thời tức giận nói ra Tần Lương Sinh thấy Bạch Lê trầm mặt, cho rằng nàng còn để ý hành động của Lâm Giai Tuệ lúc dùng cơm. A à Lê, quỷ khuất ngươi, ngươi đừng trách nàng. Trong bụng mẹ mang theo bệnh này, khó tránh khỏi tính tình cổ quái một chút, lại ở tuổi nhỏ mất đi mẫu thân, không dễ dàng. Bạch Lê hồi cầm Tần Lương Sinh, khẽ mỉm cười, hai cái răng hổ nhỏ lại nhu thuận lộ ra. Mẹ, ta sẽ không so đo, chỉ cần nàng không mạo phạm ngươi, ta sẽ không để ý nàng. huống hồ, huống hồ cái gì? Tần Lương Sinh thấy nữ nhi còn chưa nói xong, tò mò truy vấn. Huống hồ, ta không phải lớn hơn nàng sao? Nhưng nàng. Bạch Lê cười dí dỏm nói, hai mẹ con giống như ngày xưa tán gẫu, Bạch Lê thấy thời gian đã muộn, liền thúc giục mẹ trở về phòng mình, tự mình thu dọn cặp sách ngày mai đến trường mới báo danh. Một mình yên tĩnh lại, Bạch Lê mới có thời gian hảo hảo đánh giá cái này thuộc về phòng ngủ của nàng. Đủ lớn thế cho nên lớn đến mức so với phòng ở trước kia của cô và mẹ còn rộng rãi hơn một chút có phòng tắm riêng có ban công nhỏ riêng có bàn học rộng rãi có giường công chúa mềm mại thoải mái có cả một loạt tủ quần áo quần áo cô lấy ra thậm chí còn không đủ để lấp đầy một cái tủ nhỏ trong đó vừa rồi nàng không nói thật với mẫu thân lời nàng chưa nói hết kỳ thật là cho dù nơi này xa hoa hơn nữa nàng biết rõ nàng không thuộc về nơi này nơi này cũng không thuộc về nàng bạch lê đẩy cửa kính ra ban công chậm rãi đi ra ban công đêm nay ánh trăng sáng ngời điểm điểm tinh quang cũng có thể thấy rõ ràng lầu ba độ cao vừa vặn có thể nhìn thấy tươi tốt tán cây xa hơn một chút có thể nhìn thấy núi bên kia san sát núi rừng gió ấm của đêm hè hơi lay động lá cây nhẹ nhàng lay động bạch lê ngẩng đầu nhìn mặt trăng thầm nghĩ muốn mau chóng làm cho mình kinh tế càng thêm độc lập mới tốt trước kia nàng ở sau giờ học thời gian sáng tác truyện ngắn phát biểu ở trên trang web lục tục có không tệ thu nhập, tính ra đủ để trang trải nàng đại học phí dụng. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, không đủ để cho mình cùng mẫu thân không phải lo lắng về sau. Nghĩ tới đây, Bạch Lê bất đắc dĩ cười cười, đại khái là từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, dưỡng thành quá mức độc lập, lại nghĩ mọi chuyện chu toàn, mọi sự lưu có đường lui tính cách, hiện tại nàng cùng mẫu thân, không còn là sinh hoạt ở bạo lực gia đình bóng ma, hiện tại mẫu thân, có người yêu thương, bạch lê lâm vào trầm tư không hề chú ý tới người trong hoa viên dưới lầu đang nhìn chăm chú cô anh trần mặc anh đang nhìn cái gì lâm giai tuệ bưng hai ly nước trái cây tươi đi tới thấy trần mặc bất động tò mò nhìn theo ánh mắt của anh dĩ nhiên là bạch lê không có gì trần mặc thu hồi ánh mắt vừa rồi ánh trăng chiếu lên quần áo màu lam của nữ sinh kia mà lên một tầng ngân quang giống như là tinh linh vấn nguyệt trong rừng rậm không cẩn thận nhìn lầm nhưng là một cái kế mẫu mang đến nữ nhi làm sao có thể là tinh linh là cô ấy bảo ba đưa căn phòng đó cho cô ấy bởi vì con ở tầng ba cô ấy cũng muốn ở tầng ba ba mềm lòng nghe xong lời của người phụ nữ kia liền thu dọn đưa cho cô ấy mẹ biết đấy căn phòng đó trước đây là nơi con và mẹ cùng nhau đọc sách có rất nhiều hồi ức của con lâm giai tuệ ủy khuất biểu môi trong mắt nổi lên lệ quan giống như thật sự đắm chìm trong hồi ức với người mẹ đã qua đời trần mặt lại ngẩng đầu nhìn bạch lê nàng vẫn không nhúc nhích nhìn ánh trăng trầm giọng nói ngươi là con gái duy nhất của lâm thúc thúc bất luận như thế nào hắn sẽ không để cho các nàng quỷ khuất ngươi nhưng ba bận như vậy con phải ở nhà đối mặt với mẹ con họ đi học còn phải đối mặt với con gái của người phụ nữ kia anh trần mặt sau này anh có thể đến thăm con nhiều hơn không con sợ nước mắt long lanh rơi xuống ai thấy ai thương Ừ, thật sao Thật tốt quá. Lâm Giai Tuệ nhảy nhóc vỗ tay, đắc ý ngẩng đầu nhìn ban công Bạch Lê vừa mới đứng, giờ phút này đã không còn bóng dáng gì. Em đi trước, anh cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Trần Mặc sách cặp sách lên, ném sau lưng, không quay đầu lại đi ra ngoài viện. Nhưng mà, nhưng chú Trần còn chưa đi mà. Lâm Giai Tuệ sốt ruột gọi. Ngươi giúp ta nói cho hắn biết một tiếng. Trần Mặc một mình đi trên đường về nhà. Nhà của hắn cũng ở tiểu khu này, tòa nhà 13, đi bộ vài phút là đến. Hắn đi tới cửa, dừng chân trước cánh cửa sắt lớn khí phái phi phàm kia. Có phải mọi gia đình như họ cần phải chịu đựng một người phụ nữ được đưa đến bởi một người cha dưới cùng một mái nhà? Trần Mặc dựa vào đèn đường, ngẩng đầu nhìn cô Nguyệt, yên lặng nghĩ. Chương 3. Người chút cẩu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bạch Lê tỉnh lại sớm, thay đồ thể thao, chuẩn bị chạy bộ vận động quanh trang viên. Đây là thói quen từ trước đến nay của cô, chỉ là hôm nay dậy sớm hơn một chút. Bạch Lê đơn giản làm nóng người, ra ngoài chạy bộ quanh trang viên. Toàn bộ trang viên là dựa vào núi mà xây, đối diện với dãy núi, bị núi rừng biển trúc vây quanh, dọc theo xu thế núi mỗi tòa biệt thự đều có tường vây cao cao ngăn cách, tính riêng tư rất mạnh, sẽ không người đến người đi, lại càng không có khói xe gây mũi vây quanh. Có thể nói cây xanh rậm rạp, hoàn cảnh yên tĩnh, chim hót núi u. Điều này làm cho Bạch Lê Phi thường vui mừng, nàng cảm thấy mỗi lần hô hấp giống như đều đang hô hấp thực vật vừa mới chế tạo dưỡng khí mới mẻ, so sánh với lúc trước dọc theo đường cái bên cạnh chạy, không khí trong lạnh không phải một chút xíu. Chỉ là độ dốc trên dưới của trang viên rõ ràng, so với trước kia chạy bộ trên mặt đất bằng phẳng mệt mỏi hơn rất nhiều, Bạch Lê thở hổn hển, nhìn thời gian còn sớm dự định tùy ý đi một chút trong trang viên trong lúc vô tình phát hiện một hồ nước nhân tạo cảnh sắc hợp lòng người ở phía tây trang viên dọc theo sạn đạo gỗ dựng ở trên hồ hướng trung tâm hồ đi đình giữa hồ tạo hình rất khác biệt đứng sừng sững ở giữa hồ vừa vặn có thể ở nơi đó nghỉ chân một chút đình được xây dựng tinh xảo có hai tầng trên dưới bạch lê vòng vo một vòng quanh một tầng dọc theo thang gỗ xoay tròn đi lên loáng thoáng nghe được có người dùng giọng anh tiêu chuẩn đọc diễn cảm tin tức anh quốc ngày đó cô cẩn thận lắng nghe nội dung đọc to giống hệt như lúc cô chạy bộ nhưng âm điệu dễ nghe hơn cô một chút long hiếu kỳ thúc đẩy bạch lê leo lên tầng hai bạch lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam sinh đứng ở một góc đình trên đầu đeo dây buộc tóc màu đen sợi tóc hơi ẩm ướt một thân áo thể thao màu xanh sẫm hẳn là vừa mới vận động xong đang đưa lưng về phía cô mặt hướng mặt hồ chuyên tâm thuật lại nội dung trong tai nghe. Nam sinh không hề phát hiện sự xuất hiện của cô, Bạch Lê mơ hồ cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra là ai. Cô suy nghĩ một chút cảm thấy không tiện quấy rầy, đang muốn xuống lầu thì không cẩn thận dẫm phải vụn gỗ rải rác bên cầu thang, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nam sinh lúc này mới nghe thấy thanh âm quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lê mới thấy rõ ràng, trách không được thoạt nhìn quen mắt, chính là thiếu niên đồng phục học sinh ngày hôm qua trần mặc ngại quá quấy rầy rốt cuộc là quấy rầy người khác học tập bạch lê lễ phép xin lỗi trần mặc không có bất kỳ đáp lại một đôi con ngươi màu mực nhạt đạm mạc nhìn cô bạch lê nghĩ thầm có phải loại người như bọn họ đều có thói quen liếc mắt nhìn người tự nhận nói một câu chính là ban ân cô không do dự xoay người trực tiếp xuống lầu chờ một chút phía sau truyền đến giọng nói của trần mặc chỉ là âm sắc khác xa so với lúc mới đọc thuộc lòng mang theo vài phần lạnh lùng bạch lê dừng bước quay đầu qua lan can nghi hoặc nhìn về phía trần mặc đang đến gần trần mặc cúi đầu nhìn bạch lê dưới mấy bậc thang lạnh lùng nói ngươi đã thông qua mẫu thân ngươi thực hiện nhảy vọt giai cấp liền quý trọng những gì mình có không cần có vọng tưởng cùng tham niệm không nên có ngươi nói chuyện cao cao tại thượng chiều cao chênh lệch cộng thêm bậc thang chênh lệch bạch lê không thể không ngưỡng mộ hắn ánh mặt trời từ phía sau hắn xuyên thấu qua khuôn mặt vốn thanh lãnh túng mỹ hiện tại mơ hồ không rõ nàng rủ mi mắt cười nhạo một tiếng đi lên bậc thang đối diện trần mặt ngươi thuộc loại gì trần mặt chần chờ nhất thời không biết bạch lê đang hỏi gì ta đang hỏi ngươi cầm tin gì hổ trần mặt đáp tôi tưởng anh cầm tin con chó Bạch Lê hơi nhướng mày nhìn chầm chầm Trần Mặt. Cái gì? Trần Mặt khẽ nhíu mày, nhưng dây sau đã hiểu ý Bạch Lê, cô đang mắng anh xen vào việc của người khác. Chó bắt chuột, xen vào việc của người khác. Ta biết ngươi hiện tại rất tức giận, nhưng ta khuyên ngươi chờ một chút. Bạch Lê mắt thấy khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nghi hoặc của Trần Mặt trong nháy mắt chuyển thành cao mày giận dữ, mở miệng trấn an. Nàng hơi ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng. Thứ nhất, ngươi lấy thân phận gì tới nói với ta những lời này, bạn tốt. Bạch Lê không đợi Trần mặt trả lời, khoát tay tiếp tục nói. Thứ hai, tôi đoán trong mắt anh, sức khỏe lâm giai tuệ thổi nhỏ không tốt, tuổi nhỏ mất mẹ, anh nhìn thấy tôi và mẹ tôi tiến vào cái nhà này, trong lòng mình dự đoán bà sẽ là đối tượng bị khi dễ, nhưng tôi nói cho anh biết, ngày trước cho một người ánh mắt là dùng để thấy rõ chân tướng vạn vật trên thế gian, mà không phải dựa vào nhắm mắt chủ quan phỏng đoán. Thứ ba, tôi và mẹ tôi chưa bao giờ có tham niệm gì với cái nhà này anh tin hay không cũng không quan trọng nhưng lần sau anh lại dùng giọng điệu hạ thấp mẹ tôi nói chuyện với tôi đừng trách tôi không khách khí nói xong bạch lê căn bản không cho trần mặc cơ hội nói chuyện xoay người xuống lầu rời đi lời tàn nhẫn nàng ngược lại nói thuận miệng trên thực tế nàng cũng không có biện pháp làm gì hắn không khỏi lắc đầu thầm than túi da đẹp mắt như thế đầu óc lại không linh quan còn có cặp mắt đủ để nhiếp nhân đoạt phách kia chỉ tiết đỏ xanh đều phân không rõ trần mặt nhìn chăm chú bạch lê càng đi càng xa hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi không kiêu ngạo không xỉm nịnh lại nghiêm túc chất vấn hắn thân hình cao gầy tinh tế lại khí thế lăng nhân không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười hắn hôm nay được một cô gái giáo dục phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người nói chuyện với hắn như vậy thậm chí vừa rồi nàng còn trêu đùa hắn vừa rồi là hắn lỗ mãn trên đường về nhà Bạch Lê không còn tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trang viên nữa, một đường chạy chậm về nhà phát hiện mẹ Tần Lương Sinh đã sớm tự tay chuẩn bị xong bữa sáng. Chờ cô rửa mặt thay xong đồng phục xuống lầu, liền thấy Lâm Giai Tuệ đang nổi giận, con không ăn cái này, khó ăn. Dì Phùng, dì làm cho con một phần sandwich bình thường con ăn. Người hầu tên là dì Phùng kia lên tiếng trả lời nhanh chóng chạy vào phòng bếp bận rộn, chỉ để lại Tần Lương Sinh vẻ mặt xấu hổ bạch lê nhíu mày ra vẻ lớn tiếng hỏi mẹ làm món gì ngon thơm quá ân ừ. ta cũng muốn biết lương sinh làm cái gì ăn ngon ngửi mùi vị thơm quá nước miếng đều muốn lưu lại đúng không tiểu lê bạch lê không nghe được tầng lương sinh trả lời phía sau lại truyền đến trầm thấp nam nhân thanh âm lâm kính kính đi nhanh qua bên cạnh bạch lê tự nhiên như trưởng bối thân mật vuốt ve đầu của nàng Bạch Lê trong nháy mắt giật mình tại chỗ, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có nam trưởng bối thân mật nói chuyện với nàng như thế, ông nhu vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông này xuyên qua bàn ăn bằng gỗ hồ đào thật dài, đi tới bên cạnh mẹ mình, kéo tay mẹ qua, nửa ông bà đi tới đầu kia bàn ăn, tinh tế ngửi mì nóng bày ở trước mắt, cầm lấy đũa nhất lên một đống mì lớn thổi thổi, há to miệng ăn, thỏa mãn gật đầu thẳng. Mẹ ngồi ở bên cạnh anh tản ra nụ cười tươi đẹp chưa bao giờ có. Một khắc kia, ánh mắt của nàng hơi ẩm ướt, yên lặng ngồi xuống, chậm lại hô hấp, tránh cho nước mắt thật sự chảy xuống. Nàng hiểu được mẫu thân nói hiện tại rất hạnh phúc, đại khái tự như giờ phút này, một dòng suối nhỏ ấm áp chảy qua mảnh ruộng đã sớm khô héo kia. Lâm Kính Kính ăn sạch chén mì nóng kia, canh đều uống sạch sẽ. Sau khi cơm nước xong, Lâm Kính Kính an bài tài xế đưa Bạch Lê cùng Lâm Giai Tuệ đến trường học, cửa lớn khí phái, Lâm Kính Kính cùng Tần Lương Sinh dựa sát vào nhau đứng cùng một chỗ, phất tay tiễn biệt, tình cảnh ấm áp hài hòa. Nhưng mà, hai người ngồi ở phía sau xe lại không để ý tới nhau, đều tự hướng ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Xe chạy ra khỏi tiểu khu quẹo qua khúc cua đầu tiên, Lâm Giai Tuệ liền ra lệnh cho tài xế tấp vào lệ đổ xe. Cô tức giận chỉ vào Bạch Lê bên cạnh. Anh, xuống xe không xuống bạch lê tựa lưng vào ghế sau điều chỉnh tư thế thoải mái hơn ngươi nói cái gì không xuống bạch lê quay đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của lâm giai tuệ bình tĩnh trả lời cô muốn cùng tôi đến trường học để cho bọn họ cho rằng cô cũng là con gái của ba tôi phải không cô đừng nghĩ nữa cô cho rằng ba tôi thật sự đối tốt với các cô kỳ thật chính là lâm giai tuệ dừng lại Bạch Lê nhíu mày, ánh mắt sắc bén, truy hỏi. Chính là cái gì? Chính là... Chính là người phụ nữ mà cha tôi hiện tại thích mà thôi. Lâm Giai Tuệ bị vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Lê dọa sợ, dừng một chút, đáp gập ghềnh. Bạch Lê nhìn chầm chầm Lâm Giai Tuệ, nói với tài xế. Phiền anh chạy đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, đến đó thả tôi xuống. Tài xế do dự quay đầu lại xem xét sắc mặt Lâm Giai Tuệ, Bạch Lê nói thẳng nếu cô không muốn cho các bạn học ngày đầu tiên biết quan hệ của chúng ta hãy để tài xế làm theo lời tôi nói anh uy hiếp tôi anh có tin bây giờ tôi có thể cho người ta ném anh xuống không đương nhiên ngươi có thể thử xem bất quá ta xuống xe cũng sẽ không đi trường học trực tiếp về nhà ngươi nói lâm thúc thúc có thể hay không tự mình đưa ta đi trường học đâu lâm giai tuệ tức giận hung hăng đá một cước vào ghế tài xế phía trước lớn tiếng nói thất thần làm gì đi trạm tàu điện ngầm. Tài xế cuối cùng cũng ra lệnh, nhanh chóng khởi động xe, nhanh chóng lại vững vàng đến nơi, Bạch Lê đeo cặp sách xuống xe, cửa xe phía sau chưa đóng, giọng nói lạnh lùng của Lâm Giai Tuệ truyền ra. Nhớ đến trường học, không nên nói với người khác quan hệ của chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Lê căn bản không có tâm lý với cô, nhìn đến bây giờ là cực hạn lớn nhất của cô, tiếp tục nữa cô sợ làm cho Lâm Giai Tuệ bệnh tim phát bệnh tại chỗ cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào trạm tàu điện ngầm. Lúc này một chiếc Rolls Royce màu trắng cùng xe của các cô sát vai mà qua, trần mặt bên trong xe nhìn bóng lưng quật cường từ trên xe xuống đi về phía trạm tàu điện ngầm, hơi nhíu mày. Cô gái này, có lẽ thật sự không giống với suy nghĩ của hắn. Chương 4 Nhưng có thể khả ái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cửa tàu điện ngầm cách trường học không xa, xuống tàu điện ngầm, đi đại khái 5 phút chính là cổng trường. Đây là một trường học từ tiểu học đến trung học phổ thông, chiếm diện tích đại khái gấp 5 lần diện tích trường học trước đây của Bạch Lê. Không chỉ có khí phái phi thường, trong trường còn có kiến trúc sang sát, Bạch Lê đứng trước bản đồ lộ trình của trường, cẩn thận nghiên cứu lộ trình, phân biệt tên kiến trúc, phát hiện trung học phổ thông cách vị trí của cô, ước chừng còn có 20 phút lộ trình. Nhất thời nàng liền cảm thấy, về sau buổi sáng có thể giảm bớt lượng vận động sau này khoảng cách này chỉ sợ đều phải chạy bộ đi về phía trước chờ cô thở hồng học tìm được cửa phòng làm việc của chủ nhiệm bộ phận cấp cao tiếng chuông vào học vừa vặn vang lên cô và chủ nhiệm bộ phận đang muốn ra cửa vẻ mặt nghiêm túc mang theo kính rộng đen nghênh đón chính diện xin chào chủ nhiệm để tôi báo cáo bạch lê cố gắng ổn định hơi thở đứng ngay ngắn chủ nhiệm bộ phận cấp cao nâng mắt kính đánh giá từ trên xuống dưới à cậu chính là bạch lê hiệu trưởng thông báo chuyển trường đến lớp quốc tế vâng đạo diễn đúng là rất biết cách bạch lê đi theo chủ nhiệm đi vào văn phòng nhìn chủ nhiệm bộ phận cấp cao cầm lấy túi hồ sơ trên bàn rút ra tùy ý lật xem hai trang ừm trước kia cậu là bộ phận cấp cao nhất của trường cậu đúng vậy ở nơi đó đệ nhất ở nơi này thì chưa chắc học sinh của chúng ta chất lượng học tập sẽ cao hơn rất nhiều ngươi tận lực theo đi theo không kịp chính ngươi sẽ xin rời khỏi lớp này chủ nhiệm bộ phận cấp cao cầm điện thoại lên giọng điệu nghiêm túc thông báo cho đối phương tới sau đó chỉ còn lại bạch lê và chủ nhiệm bộ phận mặt đối mặt nhìn nhau không nói gì xấu hổ làm cho thời gian trở nên dài dằng dặc may mắn vừa rồi tốc độ người trong điện thoại không chậm không lâu sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa đồng dạng đeo kính nam lão sư gia màu mạch dáng người hơi béo được đáp ứng bước chân nhẹ nhàng đi tới chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Người đàn ông liếc mắt nhìn Bạch Lê đứng một bên. Ừ, đây là Bạch Lê, sau này ở lớp cậu. Chủ nhiệm đẩy kính, thuận tay chỉ chỉ Bạch Lê. Người đàn ông nhếch môi cười cười, hàm răng trắng noãn làm nổi bật màu da lúa mạch đặc biệt rõ ràng, đi lên phía trước cầm lấy hồ sơ của Bạch Lê, lật xem một phen, được, chủ nhiệm, tiếp theo tôi sẽ sắp xếp, vậy tôi dẫn cô ấy đi. Chủ nhiệm bộ phận cấp cao không lên tiếng, gật gật đầu, Xem như đáp ứng. Cứ như vậy, Bạch Lê liền đi theo người chủ nhiệm thoạt nhìn thành thật hàm hậu này, nhưng cô luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp không khéo giả hoặc đi về phía sau lớp quốc tế. Ta họ Vương, Vương Ba là người sau này chủ nhiệm lớp, về sau liền gọi ta Vương lão sư là được, bất quá những tiểu tử kia nhóm, sau lưng đều gọi ta lão Vương, lão Vương cũng được, nhưng là đừng thêm đi, Vương lão sư quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Lê nói. "Vâng, thầy Vương." Bạch Lê mím chặt môi, cố nén ý cười. Ừ, ngược lại nghe lời, có thể vào quốc tế ban hoặc là học tập phi thường ưu tú, hoặc là quan hệ vượt lên trước cộng thêm học tập ưu tú. Ta vừa rồi nhìn một chút ngươi hồ sơ, hơn nữa ngươi tại thời điểm này còn có thể chuyển vào, hy vọng ngươi có quan hệ còn có năng lực đi. Chúng ta tiến độ tương đối nhanh, phỏng chừng so với ngươi trước trường học nhanh hơn rất nhiều, gần hai ngày sẽ an bài thi cử, ngươi coi như thể nghiệm hạ. Bạch Lê thành thật đi theo, gật đầu đáp lại. Chỉ chốc lát sau hai người đến cửa lớp, thầy Vương ho khan một tiếng, tiếng huyên náo ngay từ đầu bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Thầy Vương đi tới bục giảng giới thiệu sơ lược, tiện tay chỉ, nói với Bạch Lê. Này, em ngồi ở đó đi. Bạch Lê thuận theo ngón tay kia nhìn lại, vị trí kia thật trùng hợp ngay trước mặt trần mặt, hắn ở hàng cuối cùng, vị trí kia ở hàng thứ hai đến ngược cô mơ hồ nghe thấy bạn học trong lớp nhỏ giọng thổn thức một mảnh cô ấy ngồi trước băng sơn ma vương trần mặc không phải anh ấy ghét nhất có người sao lâm giai tuệ muốn ngồi ở đó anh ấy cũng không đồng ý vậy thì có biện pháp gì chỉ có một chỗ trống thôi mặc dù nhỏ giọng đôi câu vài lời vẫn tiến vào lỗ tai bạch lê chật trần mặc bị bạn học sau lưng xưng là băng sơn ma vương sao băng sơn ngược lại phù hợp ma vương ma vương sáng sớm bị mình oán hận. Bạch Lê mới đến, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo sắp xếp, trong lòng không khỏi oán thầm oan gia ngõ hẹp, chợt nghe thấy giọng nói không tính to rõ của Lâm Giai Tuệ. Thầy Vương, em xin đổi chỗ với bạn học mới. Bạch Lê trong nháy mắt dừng bước, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía chủ nhiệm lớp, phải biết rằng Lâm Giai Tuệ là hàng thứ ba, vị trí tuyệt vời để nghe giảng bài. Thầy Vương đẩy đẩy kính mắt, ánh mắt trí tuệ ý bảo Bạch Lê tiếp tục ngồi xuống, tự như không nghe thấy yêu cầu của Lâm Giai Tuệ. Sắp xếp thỏa đáng, thầy Vương lập tức đi, Lâm Giai Tuệ ngây ngốc một chút, không cam lòng đuổi theo phía sau anh. Kỷ luật lớp này là có thể nói đi là đi sao? Bạch Lê xem nhẹ ánh mắt đánh giá cô xung quanh, à, không đúng, là chờ mong ánh mắt như kịch lớn hàng năm đảo quanh cô và trần mặt. Thế nhưng tiếc núi chính là, tiếc một bọn họ chờ mong vẫn chưa công chiếu, cái gọi là băng sơn ma vương trần mặt, từ đầu tới cuối ngay cả đầu cũng không ngẩng lên lão vương chạy nhanh như vậy không phải là sợ hắn không đồng ý sao lại là một hồi nhỏ giọng nghị luận bạch lê mới không có tâm tư để ý những thứ hỗn loạn này cúi đầu sửa sang lại tài liệu giảng dạy vừa rồi lĩnh được ngay lúc vừa rồi cô mới hiểu được nơi này dạy học cơ bản không dựa theo sách vở tài liệu giảng dạy phần lớn chỉ dựa theo tài liệu giảng dạy mà trường học này tự mình biên tập mà dạy học mỗi quyển tài liệu bìa cực lớn tư liệu nội bộ nghiêm cấm truyền ra ngoài in sâu thêm ở giữa bìa cô cẩn thận xem xét nội dung bên trong tư liệu phát hiện bên trong cơ bản dựa theo điểm tri thức cùng các loại đề hình liên quan tiến hành tổng hợp cô xem tập trung hoàn toàn không thèm để ý những người khác xì xào bàn tán này bạn học mới tôi tên tôn khả khả làm quen một chút bạn học phía trước bạch lê quay đầu lại chào hỏi xin chào bạch lê bạch lê tên hay lắm cậu chuyển từ trường nào tới vậy trường trung học số 3. bạch lê đáp đệ tam trung học miễn cưỡng xem như cái trọng điểm ngươi học tập thế nào tôn khả khả vẻ mặt tò mò thêm chờ mong nhìn chằm chằm bạch lê cũng được tôn khả khả cậu có phải đặc biệt hy vọng người mới tới thay cậu làm đệ nhất đến ngược không một bạn học nam bên cạnh bạch lê dành phát biểu trước sau đó nhíu mày vẫy tay chào hỏi bạch lê tôi tên quản toán quản trọng quản toán học số. Bạch Lê gật đầu, cười nhạt xem như đáp lại. Làm sao vậy, thành tích đứng đầu đếm ngược của tôi ở trường trung học số 3 cũng phải là top mấy bộ phận cấp cao, tôi hỏi một chút làm sao vậy. Tôn khả khả liếc mắt nhìn quản sổ, đối phương thành thật vùi đầu vào trong đống sách. Cậu đừng để ý đến anh ta, anh ta là người điên toán học, mỗi lần toán học đạt điểm tối đa, điển hình là đầu óc máy móc, e quy âm, -um, cực kỳ đáng ghét như là cảm thấy nói có chút quá đáng, tôn khả khả thè lưỡi, lại thò đầu ra, nhìn chầm chầm bạch lê. Cô thật đẹp trai, là loại xinh đẹp lộng lẫy. Giống. Ngôi sao mặt một nào. Tôn khả khả tán thưởng xoay người, nhảy mắt ra hiệu với ghế trước. Danh hiệu hoa khôi lớp của lâm giai tuệ, khó giữ được. Bạch Lê đối mặt với lời khích lệ trắng trợn như thế, khẽ mỉm cười, bị tôn khả khả quay đầu lại bắt được, qua. Wow ta cho rằng ngươi là băng sơn mỹ nhân ngươi cười lên đôi lông mày công công sáng lấp lánh kia nhìn thật kỹ a à. trong kinh thơ nói thế nào được xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề vẫn là cổ nhân sẽ hình dung mỹ nhân bạch lê nghe vậy ý cười càng sâu bất quá vẫn là dừng lại lên tiếng hỏi đồng học ta vừa rồi nghe được tiếng chuông lên lớp như thế nào không thấy lão sư gọi tôi là tôn khả khả hoặc là khả khả cũng được khả khả lúc này mới đúng chúng ta ba ngày sau thi cử cho nên hai ngày nay cơ bản sẽ không có lão sư giảng bài đều là tự học bất quá bình thường cũng sẽ không có bởi vì chúng ta nên ôn tập bộ phận lão sư cũng đã giảng không biết bao nhiêu lần lão sư ở đây nhiều lắm chính là nhằm vào mới đề hình hoặc là đột nhiên ý tưởng xảo quyệt vấn đề tiến hành giảng giải vậy các em ôn tập mấy vòng rồi bạch lê kinh ngạc ở trường cũ của cô cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đợt ôn tập thứ hai mấy vòng. Không biết ai, đã sớm không biết ôn tập mấy lần, giai đoạn trước mắt đại khái mỗi người đều bỏ công sức vào chỗ yếu kém của mình. Trong đó có người đã được cử đi học không cần ôn tập. Tôn khả khả nghiêng đầu suy nghĩ một chút đáp. Bạch Lê trầm mặt, tuy rằng chính nàng an bài ôn tập tiến độ so với trước kia trường học nhanh hơn rất nhiều, nhưng hiện tại nghe qua, cũng là so với nơi này lạc hậu một ít. Bây giờ cô đã hiểu câu nói kia của chủ nhiệm bộ phận, anh cố gắng theo đuổi đi thay đổi hoàn cảnh thu hoạch cảm giác cấp bách đã lâu không gặp cũng coi như một chuyện tốt bạch lê âm thầm nghĩ vậy đệ nhất cấp bộ là ở lớp này sao đương nhiên tôn khả khả biểu môi hướng bạch lê phía sau biểu môi này ngươi ngồi phía sau chính là cấp bộ đệ nhất lạnh lùng học bá bọn họ bí mật đều gọi hắn là băng sơn ma vương bởi vì hắn lạnh lùng lại biến thái khoa khoa đệ nhất mấu chốt còn cự tuyệt được cử đi học. Lại ngượng ngùng sờ sờ sống mũi của mình, cười ngây ngô nói. Người phía trước ta, là cấp bộ đệ 33, lớp đệ nhất đến ngược, hắc hắc. Chương 5 Xoát hắn tạp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe vậy, Bạch Lê đột nhiên có loại cảm giác mình là miếng thịt kẹp giữa hamburger, hamburger cụ thể chợt lóe lên trong đầu mình, cô nhìn không được cúi đầu cười rộ lên. Anh cười cái gì vậy? Tôn khả khả nghi hoặc nói, nhưng anh cười nhiều, tôi thích xem. Không có gì, vậy cả lớp tổng cộng bao nhiêu người? Bạch Lê cười hỏi. Em. Thì ra là 29 người, bây giờ anh tới, tổng cộng 30 người. Tôn khả khả suy nghĩ một chút trả lời. Đồng học, ngươi có phải hay không nghi hoặc như thế nào cấp bộ 33 tên còn ở chỗ này? Cái kia gọi quản số năm sinh lần nữa từ trong sách vở thọ đầu ra, một bộ thiếu đánh biểu tình ý đồ gia nhập nói chuyện phiếm. Chỉ là cái đầu mượt mà kia còn chưa lộ ra vài giây, đã bị phi thư của Tôn Khả Khả đánh cho ngay ngắn, chỉ có thể nghe thấy một tiếng kêu trên Tôn Khả Khả hừ một tiếng, lại gần nhỏ giọng nói. "Hắc hắc, nhà chúng ta là thế gia y học, vốn em cũng không nhất định có thể vào lớp này, chỉ có điều, thân thể cả nhà hiệu trưởng đều được người trong nhà chăm sóc, cho nên người cuối cùng em mới không bị đá ra ngoài." đây cũng không phải bí mật gì, cả lớp đều biết, chỉ có điều lời đồn càng thái quá, cho nên có người trong bọn họ cũng không muốn chơi với em. Em cũng không hiếm lạ, anh nguyện ý chơi với em sao? Nếu nguyện ý, em sẽ đối tốt với anh. Tôn khả khả thò cái đầu tròn trịa ra, mái tóc ngắn ngang tai ngoan ngoãn đeo sau tai, ánh mắt trong suốt chờ mong nhìn Bạch Lê. Bạch Lê ngắn mũi kinh ngạc trước sự trắng trợn của cô, lại nhìn kỹ tôn khả khả trước mắt tựa như một con mèo nhỏ giờ phút này đang ngẩn đầu ngạo kiều cầu sờ sờ không khỏi cười ra tiếng trịnh trọng gật đầu ánh mắt tôn khả khả trong nháy mắt sáng lên nhanh chóng hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm vỗ ngực làm hướng dẫn viên du lịch cho bạch lê dẫn cô đi làm quen với hoàn cảnh trường học không lâu sau lâm giai tuệ trở lại phòng học ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ cũ không tức cũng không giận bạch lê nhìn thoáng qua cảm thấy chủ nhiệm lớp không tầm thường có thể làm cho công chú ngạo kiều nhu thuận nghe lời như thế không ầm ĩ không nháo. Bạch Lê bình tĩnh lại, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, mở ra sổ ghi chép ôn tập vốn mình sửa sang lại, hơn nữa tài liệu trường học mới phát, bắt đầu tra cứu bổ khuyết có trọng điểm đi ôn tập. Vừa rồi trong lúc nói chuyện phím đã biết điểm số của tôn khả khả, dựa theo thành tích thi cử trước kia mà suy đoán, hẳn là không phải hạng chót, nhưng cũng không phải hạng chót, đại khái là trình độ trung bình trong lớp này. Nếu như lại cân nhắc độ khó của cuộc thi, sẽ không dễ dự đoán lắm nhưng bạch lê cũng không nóng lòng đuổi theo tiến độ ngược lại tĩnh tâm sửa sang lại sách lược ôn tập của mình bạch lê đắm chìm trong học tập không hề cảm thấy thời gian trôi qua cho đến khi tôn khả khả gõ bàn bảo cô đi ăn cơm trường học có căng tin chuyên cung cấp cho bộ phận trung học phổ thông sử dụng ba tầng hơn nửa thức ăn phong phú cơm trung tây cơm nhật cơm hàng các loại phong phú gần như không có hiện tượng xếp hàng nơi này có đủ cửa sổ cung cấp đủ nhiều lựa chọn vì bưng thức ăn sẽ không rung tay phục vụ nhiệt tình sợ thái độ chưa ăn no của con tích cực chào hỏi các học sinh sắp tới mấy tháng sau lao tới trường thi tôn khả khả một đường dắt bạch lê xuyên qua các cửa sổ ở giữa một đường giới thiệu chính mình bình thường ưa thích các loại mỹ thực cuối cùng dừng ở một chỗ cửa sổ cười nói ta là trung quốc dạ dày ăn nhật thức ăn lão tiêu chảy thái gia gia nói ta là tỷ vị hư hàng không thể ăn sống cái này cơm đắp không đắt hơn nữa siêu cấp ăn ngon, hôm nay ta liền ăn cái này. Bạch Lê cười gật đầu, chờ Tôn Khả Khả gọi món trả tiền xong, mới nhớ tới thẻ cơm của cô còn chưa làm xong. Bạch Lê, anh gọi giúp em cái này, cái này rất ngon, em nhất định phải nếm thử. Vừa bưng cơm vừa sốt ruột hô to với Tôn Khả Khả đang đi về phía khu bánh ngọt. Bạch Lê không kịp ngăn cản, vì căng tin đã nhanh chóng bưng thức ăn lên đặt ở cửa sổ cô ngượng ngùng mở miệng. Dì à, thẻ cơm của con còn chưa làm xong, ngại quá, con không cần nữa. Thẻ cơm không làm à, cậu học lớp nào? Lớp 12 quốc tế. Lớp quốc tế. Mới tới, sau lưng cậu không phải là bạn học sao, cậu mượn cậu ấy trước, sau này trả lại không phải sao. Đằng sau. Bạch Lê xoay người mới phát hiện phía sau cách đó một mét có một người đứng, không phải ai khác, chính là Trần Mặt lặng lẽ im lặng, hai tay đút túi trầm mặt cúi đầu nhìn cô. Nàng nhìn thoáng qua liền xoay người, nghĩ thầm sáng nay cùng người này tiếp xúc một phen, hiện tại xem nàng chê cười còn không kịp thì làm sao sẽ giúp nàng. Đang nghĩ ngợi, liền thấy một cánh tay sát bên tai cô vương tới đặt thẻ cơm ở chỗ trả tiền, tích tích, quẹt thẻ xong. Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm lạnh lùng lãnh đạm. Dì à, con muốn một phần giống nhau. Được rồi, biết ngay hôm nay cậu phải tới mà xem ra hắn và dì ở căn tin này còn rất quen thuộc. Bạch Lê có chút kinh ngạc sững sờ tại chỗ, đợi đến khi Trần Mặc thanh toán xong phần của mình, mới bưng khay thức ăn lên ngăn hắn lại. Trần Mặc hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn cô. Bạch Lê chỉ chỉ bàn ăn, nói. Cái này cảm ơn, tiền lát nữa tôi trả lại cho anh. Không cần. Tôi chỉ không muốn chờ. Nói xong, Trần Mặc vòng qua cô, đi về phía một phòng riêng trong nhà hàng thì ra là chê cô lãng phí thời gian bạch lê trực tiếp tức cười à người này làm sao làm cho thiện ý đều tản ra ghét bỏ bạch lê ở đây nghe thấy tiếng gọi cô xoay người nhìn thấy tôn khả khả ở vị trí gần cửa sổ vui vẻ vẫy tay với cô này anh biết trần mặt à cô còn chưa ngồi xuống đã nghe tôn khả khả hỏi không tính là quen biết không nhận ra ngươi vừa mới ngăn cản hắn bởi vì thẻ cơm của tôi còn chưa làm xong, anh ấy giúp tôi quẹt thẻ." Bạch Lê thành thật trả lời. "A, à, sao anh không nói cho em biết, em giúp anh rửa." Tôn Khả Khả vào đầu, trách em gọi đồ ăn xong liền đi mua cà phê, quên hỏi anh, nhưng mà, sao Trần Mặc đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Tôn Khả Khả đem một phần trong hai phần cà phê mới mua đưa cho Bạch Lê. "Này, mời cậu nếm thử, buổi chiều nâng cao tinh thần đặc biệt có tác dụng, chỉ là hơi đắng." bạch lê cười nhận lấy không sao em cũng quên cô ngẩng đầu nhìn phòng ăn hỏi phòng ăn sinh viên còn phòng không ừ có mỗi tầng một hai gian nhưng chúng ta không thể dùng chỉ có trần mặc và lâm giai tuệ mới có thể dùng cơm ở đó tại sao bởi vì nhà bọn họ đều đầu tư tiền vào trường học này em vừa tới không biết trường học rất nhiều nơi nhà bọn họ đều có tài trợ tôn khả khả miệng bị đồ ăn nhét phòng lên tựa như sóc tích trữ lương thực vào mùa đông nói chuyện mơ hồ không rõ bạch lê thấy miệng cô dính nước canh đưa tay cầm lấy khăn giấy đưa cho cô hắc 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 nếu ở nhà với bộ dạng ăn uống này của tôi thế nào cũng phải bắt ba tôi cắt đứt tay vài ngày không cho lên bàn ăn cơm tôn khả khả lau miệng cười ngây ngô nhưng không biết vì sao tôi vừa thấy anh đã cảm thấy sẽ là bạn với anh này anh uống cà phê của tôi chính là bạn của tôn khả khả tôi Bạch Lê cười gật gật đầu, chưa từng có bằng hữu Bạch Lê, vốn cho rằng ở chỗ này cũng sẽ không có bằng hữu gì, hiện tại xem ra, có lẽ nàng có được người bạn đầu tiên. Trở lại phòng học, Bạch Lê lấy ra 20 tệ tiền mặt trong ví tiền của mình đặt dưới sách vở của Trần Mặt, hỏi Tôn Khả Khả xin bút ký phân tích đề thi buổi sáng cô có chút nghi hoặc, mặt khác lại muốn một phần bài thi lần trước bọn họ thi, tự mình thử tính giờ thi thử. Nghĩ trưa trở về Trần Mặt nhìn thấy đặt ở hắn sách phía dưới 20 nguyên tiền, cầm ở trong tay quan sát trong chốc lát, khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi đem nó vuốt phẳng, kẹp ở trong tay một mực đang xem trang sách. Chương 6 Kiểm tra sức khỏe choán huyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bạch Lê và Lâm Giai Tuệ đã đạt được sự ăn ý nào đó trong chuyện đi học, mỗi ngày đều trình diễn tiết mục hai chị em đi học hài hòa. Trên thực tế mỗi sáng sớm cấp trên đều đưa Bạch Lê đến ga tàu điện ngầm trước, sau đó lại đưa Lâm Giai Tuệ đến trường học. Bạch Lê vui vẻ phối hợp, vui vẻ tiếp nhận, dù sao như vậy vừa làm cho mẫu thân yên tâm, chính mình cũng vui vẻ tự tại, nhất cử lưỡng tiện. Đến khi tan học, Bạch Lê sẽ ở trường tự học một thời gian, rất khuya mới từ trường về nhà, ngoài ý muốn phát hiện mỗi lần đều có thể nhìn thấy Trần Mặt ở trong phòng khách giúp Lâm Giai Tuệ phụ đạo bài tập, chỉ là mỗi lần cô trở về không lâu, Trần Mặt sẽ rời đi, bất luận Lâm Giai Tuệ giữ lại như thế nào. Lần này làm cho Bạch Lê cho rằng, cô là đồng hồ phụ đạo của bọn họ, cô vừa trở về, liền có nghĩa là chung tan học vang lên. Đương nhiên cũng có thể, đồng chí Trần mặc đơn thuần mang thù không muốn cùng cô chung sống một không gian, nhưng làm sao bây giờ, cô mới không quan tâm. Mỗi lần cô trở về, đều có thể nhìn ra oán niệm nồng đậm trong mắt lâm giai tuệ. Bạch Lê không thèm để ý cười giảo hoạt với cô, khoa trương, tan học rồi, không tiếng động, làm cho lâm giai tuệ tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Bạch Lê trong lòng thầm sảng khoái, ngươi xem, lâm giai tuệ, năng lượng bảo toàn định luật, buổi sáng ngươi vì để cho ta chính mình đi học dương dương đắc ý, buổi tối ngươi lại bởi vì ta trở về mà tức giận hàng sinh. Tiết tấu của trường mới Bạch Lê nhanh chóng thích ứng, cùng tôn khả khả trở thành bữa cơm vui vẻ, ở trong căng tin ăn hết các cửa sổ, ngoài ý muốn chính là, khẩu vị của hai cô cực kỳ giống nhau. Ai, cậu biết không, sáng mai chúng ta kiểm tra sức khỏe. Tôn khả khả cấp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng. Ngày mốt chúng ta sẽ thi, làm sao sắp xếp kiểm tra sức khỏe tạm thời. Bạch Lê nghi hoặc. Đúng không? Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, trường này chăm chỉ kiểm tra sức khỏe hơn các trường khác một chút. Quản sổ bưng khay thức ăn tới gần. Sao anh lại ngồi đây? Đi sang một bên. Tôn khả khả ghét bỏ đẩy cái ghế sắp ngồi xuống. Vì sao tôi không thể? đây là nơi công cộng hơn nữa tôi cũng không phải tìm anh tôi tới tìm bạch lê quản lý nhanh mắt giữ chặt ghế vững vàng ngồi xuống bên cạnh tôn khả khả vài ngày ở chung bạch lê đã quen với hình thức ở chung của hai người bọn họ cãi nhau ngược lại trong lúc bận rộn học tập lại tăng thêm vài phần sung sướng bạch lê ho nhẹ một tiếng hỏi thường xuyên sao kiểm tra sức khỏe hạng mục gì theo tôi được biết So với các trường khác mỗi năm nhiều hơn 3.4 lần, bên kiểm tra sức khỏe là bệnh viện tư nhân Lâm Gia cung cấp miễn phí cho trường học, hạng mục kiểm tra sức khỏe hàng ngày ngược lại đơn giản, chính là lấy máu, chiều cao cân nặng thị lực gì đó, bất quá lần này tôi nghe nói hình như là kiểm tra sức khỏe cỡ lớn, bụng rỗng rút máu A, à, còn muốn chụp CT A à, những thứ này rất toàn diện. Cậu đừng nói, Lâm Gia thật sự là có tiền, cái gì cao cấp dụng cụ y tế đều quyên cho trường học A. À? tòa nhà y tế kia lúc trước chính là lâm gia bỏ vốn xây dựng tôn khả khả liên tiếp nói rất nhiều nhưng không chậm trễ hướng về phía quản lý trận trắng mắt rút máu bạch lê cứng họng cô hôn mê nghiêm trọng giờ phút này đã bắt đầu cảm thấy đầu ván mắt hoa ừ đúng vậy làm sao vậy tôn khả thấy sắc mặt bạch lê không tốt lắm đưa tay thăm dò trán bạch lê lẩm bẩm không sốt a à. không có việc gì anh đi lấy gan heo xào cây bổ bổ bạch lê uống vài ngụm nước đá để trấn định bản thân nhưng trong lòng vẫn vang thùng thùng từ khi biết được phải kiểm tra sức khỏe lấy máu bạch lê vẫn luôn xây dựng tâm lý cho mình ép buộc mình không thèm để ý trong lòng yên lặng cầu nguyện thời gian chậm một chút chỉ tiếc thời gian sẽ không dựa theo ý chí của bất luận kẻ nào mà thay đổi sáng sớm ngày hôm sau lão vương chủ nhiệm lớp cũng đã để cho toàn thể bạn học tập hợp xếp hàng nói để cho mọi người là người đầu tiên hoàn thành kiểm tra sức khỏe sớm trở về ôn tập bài tập tay phải bạch lê xếp cuối hàng dùng sức chế trụ hổ khẩu tay trái cố gắng giảm bớt cảm xúc khẩn trương của mình nhưng hiệu quả rất nhỏ tim đập nhanh không thể không xin chỉ thị của chủ nhiệm lớp mình đi vệ sinh một chuyến bạch lê cố gắng dùng nước lạnh vỗ mặt để cho mình bình tĩnh một chút nhưng sắc mặt trong gương thật sự tái nhợt đáng thương cô thở dài sớm muộn gì cũng phải rút trốn tránh không phải biện pháp, cùng lắm thì. Cùng lắm thì té xỉu thôi, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Bạch Lê cúi đầu thông thả trở về phòng kiểm tra sức khỏe, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm không sợ không sợ, không ngừng động viên mình, một cái quẹo cua không hề báo trước đụng vào trong lòng một người, lòng ngực cứng trắng đụng đến choáng váng đầu, mũi cũng đau, ngẩng đầu muốn chất vấn đối phương, nhìn thấy trận mặt vẻ mặt kinh ngạc cau mày nhìn xuống cô trần mặt vừa mới chú ý tới bạch lê xếp ở cuối đội sắc mặt tái nhợt bình thường lúc xếp hàng nữ sinh đều ở phía trước nam sinh lót sau một nữ sinh trà trộn ở trong đội ngũ nam sinh đặc biệt chói mắt sau lại nghe được tôn khả khả một mực tìm cô hắn nghĩ mình nhất định là tò mò thúc đẩy hắn rời đội đi về phía nhà vệ sinh xa xa nhìn thấy bạch lê mất hồn mất vía đi tới trơ mắt nhìn bạch lê một đầu đụng vào trong lòng hắn lại không né tránh chờ phản ứng lại chân dài một bước lui ra một bước dài đi đường sao không nhìn đường? Trần Mặc nhìn chậm chậm sắc mặt tái nhợt của Bạch Lê. Bạch Lê cảm thấy hành động ghét bỏ của Trần Mặc thật sự quá mức rõ ràng, cô còn chưa né tránh, một nam sinh như anh lại tránh trước một bước, không muốn gặp cô như vậy, sao vừa rồi không né tránh? Thật ngại quá, mắt tôi không mọc ở trên đỉnh đầu, đụng phải anh tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Nhưng mà, anh nhìn thấy tôi trước sau không né tránh. Bạch Lê xoa xoa đầu, đầu vốn có chút choáng váng hiện tại họa vô đơn chí tức giận oán hận trở về không muốn dây dưa quá nhiều vòng qua hắn đổi phương hướng đi phương hướng sai rồi ở bên này trần mặt cảm thấy vừa bực vừa buồn cười sao mỗi lần hắn còn chưa nói gì liền vội vàng đối với hắn như vậy lúc này bạch lê giống như một con ngỗng ngốc bước đi còn lắc lư vừa rồi đụng phải cũng không nghiêm trọng như vậy chứ bạch lê dừng một chút thầm nghĩ mất mặt quay lại hai người một trước một sau trở lại phòng kiểm tra sức khỏe. Lúc trở về, những người khác trong lớp đều đã tiến vào hạng mục kiểm tra sức khỏe tiếp theo, chủ nhiệm lớp lão vương xa xa thấy hai người trở về đơn vị, không nghĩ nhiều vung tay lên để cho bọn họ nắm chặt liền đi theo đại bộ đội đến phòng kiểm tra sức khỏe bên cạnh. Bạch Lê miếm chặt môi, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn y tá động tác thuần thục trước mặt cầm lấy kim, mở miệng nói. Y tá, tôi say máu. Hôn mê vậy cậu quay đầu đi chỗ khác tận lực không nên nhìn. Y tá nói chuyện ông Nhu, động tác mềm nhẹ, chỉ tiếc Bạch Lê vẫn cảm giác được khoảnh khắc kim tiến vào thân thể kia, nhìn thấy máu đỏ sậm của bạn học ngồi bên cạnh lấy máu. Hồi ức như ác mộng lúc nhỏ thổi quét mà đến, cảm giác sợ hãi ung ung kéo đến, tầm mắt từng chút từng chút bị đốm đen chiếm cứ. Ánh mắt cuối cùng của Bạch Lê dừng lại ở y tá cuốn quýt đứng lên, sau đó tầm mắt hoàn toàn biến thành màu đen dựa theo kinh nghiệm trước kia cô sẽ té xỉu trên mặt đất sau đó ý thức lại rơi vào vực sâu không thấy đáy kia thế nhưng lần này cô rõ ràng cảm thấy giống như có một đôi bàn tay to ngăn cản cô xúc cảm ấm áp hữu lực lúc tỉnh lại bạch lê nằm trong phòng y tế bên cạnh phòng kiểm tra sức khỏe trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí cậu tỉnh rồi thật tốt quá tôn khả khả quay đầu hô to lão vương à không không phải chủ nhiệm lớp bạch lê tỉnh rồi chủ nhiệm lớp lão vương nghe tiếng đi vào một bên lau mồ hôi trán một bên thở hổn hển ôi cậu làm tôi sợ muốn chết cậu té xỉu quá đột ngột may mắn tiểu tử trần mặt kia kéo cậu lại nếu không cậu liền ngã thẳng xuống đất không được rồi bạch lê cảm thấy tốt hơn nhiều tháo mặt nạ dưỡng khí xuống đứng dậy ngồi dậy nhìn một vòng người nọ không có ở đây hắn sẽ tốt bụng như vậy ngang, trần mặt ông cậu đến phòng y tế nằm thẳng, y tá kia làm sao có thể động đến cậu được, đừng nói a, à, tiểu tử này bình thường một bộ không liên quan đến mình dáng vẻ, thời điểm máu chốt ngược lại là rất nhiệt tình, ân, ừ, còn rất đáng tin cậy. Lão Vương lấy tay làm quạt, vù vù quạt gió. Lão, chủ nhiệm lớp, sao thầy nói vậy, bạch lê chúng em gầy như vậy. Tôn khả khả không vui. Lão Vương chủ nhiệm lớp vội gật đầu, đúng đúng đúng, tôi dùng từ không đúng, tôn khả khả cậu ở đây bồi một chút, không có vấn đề gì thì bồi cô ấy làm xong hạng mục còn lại, sau đó trở về lớp là được, đừng có gấp. Nói xong, lão vương lau mồ hôi, hùng hùng hổ hổ rời đi. Bạch Lê, nếu cậu trở lại lớp, tránh xa lâm giai tuệ một chút, nếu con bé kia điên lên, không có đầu óc. Tôn Khả thấy được chủ nhiệm lớp đi rồi, tiến đến bên giường ngồi xuống nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? cô là một người vừa mới tỉnh lại, đắc tội với ai? Chương 7 Như người mong muốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên đường trở về phòng học, Bạch Lê cuối cùng cũng nghe rõ, thì ra là không biết bạn học nào sinh động như thật cộng thêm mắm dặm muối miêu tả chuyện cô và Trần Mặt va chạm trên hành lang và anh hùng cứu mỹ nhân trong phòng kiểm tra sức khỏe. Trần Mặt cứ để bọn họ nói đi. Anh không phải nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với mình sao? tự như trên hành lang thấy rõ là bước lùi lớn mà cô ghét bỏ anh ấy sau khi đưa em đến phòng y tế anh ấy cũng chưa kịp về lớp đúng không bạch lê nghi hoặc nghiêng đầu nhìn tôn khả khả chờ cô nói tiếp nghe nói là lúc ông em dùng sức quá mạnh bị trật tay vừa rồi chắc anh ấy cũng đang ở phòng y tế tìm bác sĩ của trường xử lý tôn khả khả đỡ bạch lê chậm rãi đi được trước không nói bạn học phía trước thêm mắm dặm muối khoa trương diễn dịch, chỉ riêng trần mặt ca ca bởi vì nàng bị thương, lâm giai tuệ phỏng chừng hoành kiếm ở cửa lớp chờ nàng đi. Đoán không sai, vừa lên lầu liền thấy lâm giai tuệ hai tay khoanh trước ngực, trận mắt nhìn. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức nhiệt liệt, màu vàng long trọng chiếu lên người lâm giai tuệ, giống như toàn thân cô bị lửa đốt. Tôn khả khả theo bản năng che trước người bạch lê, bạch lê vỗ nhẹ tôn khả khả đang khẩn trương phòng ngự, cười nói cậu về trước đi, tôi không sao, cậu yên tâm. Tôn khả khả thấy vậy đành phải rời đi trước, lúc kề vai sát cánh với Lâm Giai Tuệ, ho khang một tiếng, đều là bạn học, phải. Tương thân tương ái, Lâm Giai Tuệ, em nói. Đúng không? Lâm Giai Tuệ xem thường quả thực lực lên trời, vẽ mặt viết cái quỷ gì vậy? Sau đó cô lắc đầu, ý bảo Bạch Lê cùng cô đến cầu thang phòng cháy chữa cháy, bí ẩn lại yên tĩnh, một nơi không có camera giám sát. Bạch Lê mới vừa theo ở phía sau đi tới, Lâm Giai Tuệ quay đầu lại một cái bàn tay liền bổ tới, nếu không là từ nhỏ đã có né tránh bị đánh kinh nghiệm, Bạch Lê chỉ sợ sẽ sinh sôi chịu một cái tác. Bạch Lê lắc mình tránh đi, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay non nớt như củ sen kia. Cảm giác hơi dùng sức một chút, sẽ đứt. Bạch Lê cực kỳ giận dữ, cảnh tượng bị cha đánh khi còn bé lại một lần nữa tràn vào trong đầu. Anh sẽ không cho rằng, anh có thể đánh thắng tôi chứ. Bạch Lê dùng sức vung, Lâm Giai Tuệ đứng không vững, thân hình nhoáng lên, cánh tay trắng nõn kia đông một tiếng đụng vào tường, âm thanh trầm đục vang dội, một mảnh đỏ thẳm. Có việc nói chuyện, không có việc gì liền cút. Mặc dù nàng từ nhỏ yêu thương, nhưng là nàng đã thề, chạy ra cái kia nguyên sinh ma quật, tuyệt sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khi nhục, bất luận kẻ nào. Anh anh có biết đang nói chuyện với ai không? Lâm Giai Tuệ cau mày đau đớn, ông cánh tay bị thương dựa vào tường a à, bạch lê mỉm cười một tiếng mở cửa phòng cháy định đi em cảnh cáo anh anh cách anh trần mặc xa một chút lâm giai tuệ đến gần nụ cười quỷ dị một đứa con gái bình chứa thật sự cho rằng mình bay lên cạnh cây thành phượng hoàng cô nói cái gì cái lọ gì bạch lê dùng sức nắm chặt cánh tay lâm giai tuệ cô nói rõ ràng đi ha 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 em muốn nghe nhưng anh sẽ không nói nhưng Bạch Lê, anh nói cho em biết, tất cả của anh, em đều không cướp đi được. Đột nhiên Lâm Giai Tuệ bị đau hô to, khóe miệng còn dùng sức cắn ra vết máu, khóe miệng tà mị nhếch lên, từ trong cửa chậm rãi nằm ra ngoài, giả bộ bị người đẩy ngã, hai tay đẫm lệ che ngực hô to. Bạch Lê, anh lại đánh tôi. Hành lang vốn trống rỗng, trong nháy mắt nổ tung, đợi Bạch Lê đi ra, đã vây quanh vài vòng bạn học, mọi người mồm năm miệng mười có người tiến lên cố gắng nâng lâm giai tuệ, nhưng thoạt nhìn thương thế của cô nghiêm trọng nhất thời khó có thể đứng lên, có người lao ra vòng vây báo cáo lão sư, càng nhiều là xem náo nhiệt. Tôi đánh anh. Bạch Lê nhướng mày hỏi, tôi đánh anh thế nào? Xem ra sân khấu đã dựng xong, cô không thể cứ như vậy rời đi. Các bạn học, cô ấy muốn tác tôi, may mắn tôi phản ứng nhanh đưa tay ngăn cản một chút, tôi chẳng qua là nhắc nhở cô ấy chú ý kỹ cương trường học, cô ấy lại không biết lòng người tốt, động thủ đánh tôi. Lâm giai tuệ nức nở khiến người ta thương xót, giờ cánh tay vừa rồi va chạm trên tường lên thật cao, quần chúng vây xem vừa nhìn, lại nhìn khóe miệng bị thương kia, điều này không ổn thỏa bằng chứng bị thương. Bạch Lê đến gần cô, nhìn thấy nụ cười đắc ý mờ mịt của Lâm giai tuệ. Vốn là cô muốn nhịn, vì mẹ. Nhưng nhìn thấy vật thể phát sáng màu xanh trước mắt này, thật sự là nhịn không được. Bốp bàn tay đáp lại, âm thanh thanh thúy khiến tiếng ồn ào xung quanh im bặt. Đột nhiên ăn xong một chưởng lâm giai tuệ, đầu suýt nửa dập xuống mặt đất, lại ngẩng đầu, nằm ngón tay rõ ràng treo ở trên mặt. Xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, bạn học vây xem đồng loạt hít một hơi khí lạnh, nhất thời không biết nên làm động tác gì. Lâm giai tuệ như là bị đánh mơ hồ, tiếng nức nở đều tạm dừng, dây tiếp theo kịp phản ứng, phẫn nộ đến dãy dù đứng lên, muốn đưa tay đánh trả, lại vẫn như cũ bị bạch lê một tay bắt lại. Ngươi nói ta quạt ngươi, ta như ngươi mong muốn, như thế nào còn mất hứng đâu này. Bạch lê nhìn chầm chầm lâm giai tuệ phun lửa đến mắt, lạnh lùng nói. Đồ của ngươi, ta không cần, về sau ít ở trước mặt ta diễn kịch, diễn xuất không được. Lâm giai tuệ dãy dụ muốn rút tay bạch lê ra, tay kia rút kẹp tóc trên tóc xuống, nắm trong tay ý đồ đánh lén đánh trả. Đây hết thảy tiểu động tác bạch lê đều nhìn ở trong mắt, hai người dương cung bạc kiếm lúc, hai tiếng. Dừng tay. Đám người tự động tách ra một khe, hai người nói chuyện bước nhanh vào trung tâm sự kiện. Một khắc kia lâm giai tuệ nhìn thấy trần mặt, cơ hồ là oa một tiếng khóc lên, đậu đại đến mức nước mắt phun ra, so với vừa rồi nước nở chân tình hơn rất nhiều. Bạch Lê thầm than, kỳ thật diễn xuất cũng tạm được, ít nhất nước mắt nói đến là đến, so với những minh tinh bất nhập lưu kia mạnh hơn nhiều. Anh Trần mặt cô ấy cô ấy đánh em. Ô ô ô, tức giận thêm ủy khuất, khiến Lâm Giai Tuệ đỏ bừng từ cổ lên. Trần mặt cau mày nhìn lướt qua Bạch Lê nắm chặt cánh tay Lâm Giai Tuệ, thấp giọng nói. Buông ra trước. Đúng đúng đúng, buông tay trước, những người khác đều giải tán A. Chủ nhiệm lớp vương ba phất phất tay, kêu gọi bạn học vây xem trở về lớp của mình. Bạch Lê ngẩng đầu nhìn anh, quanh thân trần mặt nồng nặc mùi thuốc, cổ tay phải còn dán thuốc cao dài, chắc hẳn đây chính là vết thương vừa rồi khi giúp cô cô buông tay ra nhanh chóng lui sang một bên lâm giai tuệ ôm ngực thở hổn hển hô thẳng trái tim khó chịu chỗ nào cũng đau có thể đi không đi không đi được cần đi khám bác sĩ trần mặt đỡ lâm giai tuệ mắt thấy sắp đứng không vững dựa vào tường xoay người trở về phòng học gọi ra hai bạn học nữ ngày thường cùng lâm giai tuệ giao hảo Mọi người chăm sóc cô ấy một chút, tôi đi tìm bác sĩ đến xem trước, nếu không được thì đưa đến bệnh viện. Anh Trần Mặt, anh giúp em gọi điện thoại cho ba em, bảo tài xế tới đón em, em không cần bác sĩ. Lâm Giai Tuệ chịu ủy khuất bực này, há có thể dễ dàng buông tha bạch lê, tất nhiên ầm ỉ long trời lỡ đất, tốt nhất là để ba đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà. Trần Mặt dừng một chút, quay đầu nhìn bạch lê, trả lời một tiếng. Được. Rất nhanh, một chiếc trôn troi sơ màu đen trực tiếp lái vào sân trường dừng ở dưới lầu tới không chỉ có tài xế còn có lâm kính kính cùng với một vị bác sĩ đi theo ba người thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp lúc này trong phòng làm việc không lớn còn đứng hiệu trưởng cùng chủ nhiệm bộ phận cấp cao chủ nhiệm lớp vương ba lưu mồ hôi càng nhiều hắn thật sự nghĩ không ra vì sao một người kiểm tra sức khỏe liên tiếp không ngừng xuất hiện thiêu thân bác sĩ chuyên chú quan sát tình huống của lâm giai tuệ Quyết áp, mạch đập lần lượt đo lường. Thế nào, tuệ tuệ, không sao chứ? Lâm trí kính ông Lâm giai tuệ vào lòng, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới. Sau khi phát hiện cũng không có gì đáng ngại, vung tay lên bảo bác sĩ đi theo kiểm tra thêm một bước. Bạch Lê ở một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như cái nhà kia không ở nổi nữa, cô và mẹ đi đâu ở thích hợp? hiện tại tiền trong tay cô thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách sách túi vào ở không thành vấn đề, mua một căn ngược lại hơi có chút khiếm khuyết. Cô thản nhiên đón nhận ánh mắt kính chào của Lâm Kính Chào, trong lòng đã chuẩn bị tốt nên đón một hồi rít gào trách cứ, mắt thấy Lâm Kính Chào trực tiếp xem nhà hiệu trưởng cùng chủ nhiệm bộ phận cấp cao ân cần chào hỏi đi về phía cô. Lâm Giai Tuệ ở một bên kiểm tra thân thể lộ ra nụ cười đắc ý. Điện thoại di động của Lâm Kính Kính lại vào lúc này vang lên chương 8 Con của ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Điện thoại vô cùng cố chấp, sau khi bị Lâm Kính Kính cúp máy một lần, liên tiếp gọi tới Bất đắc dĩ, Lâm Kính Kính cầm điện thoại di động đi ra ngoài văn phòng nghe máy Cấp bộ chủ nhiệm dẫn đầu lên tiếng Vương Lão Sư, lớp các ngươi làm sao còn có thể xuất hiện bạo lực hành vi Vân vân vân, không nên Tôi nhất định sẽ hỏi kỹ nguyên nhân sự tình, sau này càng thêm chú ý, tăng cường giáo dục. Chủ nhiệm lớp từ phía sau hiệu trưởng đi ra, thân hình to lớn hoàn toàn ngăn cản Bạch Lê. Điều tra cái gì? Ai đánh ai không phải rất rõ ràng sao? Giáo dục. Nên xử phạt như thế nào thì xử phạt như thế đó. Nội quy trường học viết như thế nào? Chủ nhiệm bộ phận cấp cao đẩy đẩy kính mắt, biểu tình đờ đẫn lại nghiêm túc. Nếu không phải là pháp lệnh văn sâu không thấy đấy trên mặt, bạch lê thậm chí cho rằng cô có phải đã từng dùng khoa học kỹ thuật tàn nhẫn hay không nếu không biểu tình sao lại chết lặng như vậy từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ nói chuyện ngay cả độ công hàm răng lộ ra cũng giống nhau vân vân chủ nhiệm nói đúng chỉ có điều vừa rồi bạch lê cũng thành khẩn thừa nhận sai lầm với tôi huống hồ xử lý như thế nào cũng phải có phụ huynh hai bên đến đông đủ phụ huynh bạch lê còn chưa tới thế nào cũng để phụ huynh hai bên gặp mặt trao đổi ngài nói đúng không thừa nhận sai lầm không đâu phụ huynh hai bên gặp mặt bạch lê hiểu cô vào trường lãnh đạo trường cũng không biết cô và lâm giai tuệ có quan hệ vậy lấy thân phận gì mà vào đây khụ khụ muốn tôi nói trước nghe theo sự sắp xếp của thầy vương chủ tịch lâm và phụ huynh của bạn học này đại khái là bạn bè quen biết nói chuyện một chút rồi nói sau hiệu trưởng ở phía sau mọi người chậm rãi lên tiếng bạch lê hiểu cô lấy thân phận bạn bè lâm kính kính an bài vào được 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 lão vương xoay người nháy mắt với bạch lê bạch lê phụ huynh cậu đâu tôi bạch lê không biết trả lời thế nào tuy rằng cô biết lão vương đang bảo vệ cô nhưng cô làm sao có thể để cho mẹ đến cảnh tượng hết sức xấu hổ này lúc này lâm kính kính tiếp điện thoại xong đi tới bước chân trở nên nhẹ nhàng dị thường khí thế áp suất thấp trên người lâm kính kính đã sớm biến mất vô tung khóe miệng thậm chí treo lên nụ cười khó nén hiệu trưởng vội vàng đi lên phía trước lâm đổng lâm giai tuệ đồng học ở trong trường bị thương chuyện này chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý cái này đồng học ngươi xem lâm kính vung tay lên trẻ con mà nhất thời xúc động không đáng ngạc nhiên vừa rồi bác sĩ không phải nói tuệ tuệ cũng không có chuyện gì lớn trường học cũng không cần truy cứu huống hồ đứa nhỏ này cũng không phải người ngoài cũng là con của tôi chúng ta là người một nhà. Cũng là con của ta. Người một nhà. Bạch Lê sững sờ tại chỗ, trần mặt một mực ẩn thân trong góc cũng cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Lâm kính chào, những người khác trong phòng làm việc giật mình hai mặt nhìn nhau. Tại sao nó lại là con của cha, cái gì mà người một nhà, cha đã đáp ứng con, cha sẽ không nói với trường học, nó đánh con, nó đánh con, cha thấy không? Phản ứng của Lâm kính kính làm cho cô thất vọng, Lâm Giai Tuệ điên cuồng kêu to, kích động ghé vào trước mặt Lâm Kính Kính dùng sức đánh. Lâm Kính Kính ông lấy Lâm Giai Tuệ nhẹ giọng trấn an, an bài tài xế đi khởi động xe, ý bảo bác sĩ mang Lâm Giai Tuệ tâm tình kích động rời đi. Bạch Lê nhất thời không cách nào tỉnh táo lại, hết thảy phát triển đều vượt qua dự liệu, phức tạp cảm xúc tích tụ ở lồng ngực, ngăn ở nơi đó nói không ra lời, rõ ràng vừa rồi, sắp mưa to gió lớn. Tiểu Lê, em muốn theo anh về nhà không? Lâm kính kính đi tới trước người Bạch Lê, nửa không người cùng cô nhìn thẳng, ôn nhu hỏi cô, nhiều năm sau Bạch Lê đều nhớ rõ, trong đôi mắt khôn khéo kia lộ ra ánh mắt tự ái, làm cho cô thật sự cho rằng đó là tình thương của cha đã lâu không gặp, khe rảnh tình cảm trống rỗng đã lâu trong lòng, tự hồ có thể bị lấp đầy. Bạch Lê theo bản năng lắc đầu lại gật đầu. Trong hoảng hốt, đi theo phía sau Lâm kính kính, lên xe. Xe khởi động, cô nhìn thấy trần mặt dáng thuốc cao thật dài, ở bên cạnh xe yên lặng nhìn chăm chú cô, cô bỗng nhiên suy nghĩ hỗn loạn nghĩ đến, hình như cô còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Về đến nhà Lâm Giai Tuệ giải thoát khỏi sự dịu đỡ của bác sĩ, vọt thẳng về phòng mình, nhốt mình ở trong phòng, nhằm bằng Lâm Kính chào dỗ thế nào cũng không chịu mở ra, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng đồ vật đập nát, không lâu sau, chuyển thành tiếng thấp giọng khóc. Lâm Kính Kính có chút sốt ruột, sợ trái tim Lâm Giai Tuệ chịu không nổi cảm xúc dao động thật lớn bảo người hầu lấy chìa khóa ra mạnh mẽ mở ra tiến vào tần lương sinh thấy đoàn người vội vàng về nhà tâm tình lâm giai tuệ lại kích động dị thường chính mình lại không biết nguyên nhân chỉ có thể hỏi bạch lê bạch lê lúc này mới một năm một mười đem sự tình nói ra bạch lê cho rằng mẫu thân sẽ để cho nàng xin lỗi dù sao nàng chân thật động thủ không nghĩ tới tần lương sinh ông lấy bạch lê nhẹ giọng nói a lê chịu ủy khuất ta biết hài tử của ta tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Bùm! Phòng tuyến kiên cố mà Bạch Lê tự mình dựng lên bị tình thương mềm mại của mẹ đánh tan, nằm ở đầu vai mẹ, nhắm chặt mắt không cho nước mắt chảy xuống. Một hồi lâu, Lâm Kính Kính mới từ trên lầu đi xuống, tần lương sinh theo sát đi lên, ôn nhu hỏi. Kính chào, giai tuệ nàng không sao chứ? Không có việc gì, tiểu hài tử cáo kỉnh, lập tức sẽ tốt thôi. Lâm kính kính nâng chén trà lên uống một ngụm lớn, nói vậy vừa rồi nhất định là tốn nhiều miệng lưỡi mới bình ổn lưỡi giận của Lâm Giai Tuệ. Lương sinh, không dọa được ngươi chứ. Hắn đem hai tay đặt ở trên vai Tần lương sinh ấn ấn, làm như trấn an nhẹ giọng hỏi. Không có không có, Giai Tuệ thân thể quan trọng hơn, nếu không đêm nay ta đi lên chiếu cố nàng tốt lắm. Nguyên bản lo lắng lâm kính kính trách cứ Tần lương sinh, bị hắn ôn nhu quan tâm hòa tan không cần có bác sĩ gia đình ở đây sau đó lâm kính chào vẫy tay đem bạch lê gọi qua ta đoán chuyện này tám phần là tuệ tuệ làm chuyện gì chọc ngươi tức giận mới cho các ngươi động thủ thúc thúc đâu vừa rồi cũng giáo dục nàng ta trước cho ngươi nói xin lỗi ngươi đừng trách nàng được không lời nói của lâm kính kính chân thành tha thiết lại thành khẩn không có vô cớ chỉ trích cô làm tổn thương con gái ruột của anh còn nghiêm túc xin lỗi cô nửa câu không có ý tứ để cho cô xin lỗi Hiền lành tự ái làm cho Bạch Lê hoảng hốt. Cái này cùng chính mình nói không được hai câu liền lớn tiếng mắng, động thủ quyền đấm cước đá thân sinh phụ thân khác nhau một trời một vực. Ngay từ đầu Bạch Lê thiết lập phòng tuyến an toàn cho người Lâm gia, giờ phút này đang từng chút từng chút bị tan rã, hắn trước tiên quan tâm cảm xúc của mẫu thân, cũng bao dung chính mình. Tất cả những điều tốt đẹp này đều nằm ngoài dự đoán của Bạch Lê. Con gái tùy hứng ngang ngược của anh, để cho cô ba phần thì thế nào? chỉ cần lâm giai tuệ không quá phận sau này cô sẽ tránh được tranh chấp nữa bạch lê nhìn thoáng qua mẹ nghiêm túc nói chú lâm cháu cũng có chỗ không đúng gây thêm phiền toái cho chú không xứng lâm kính kính cười xoa xoa đầu bạch lê chỉ cần mẹ con hai người ở đây thật tốt ừ người một nhà cùng nhau sống thật tốt là tốt rồi nói xong hắn tâm tình sung sướng xoa xoa hai tay như là giải quyết chuyện lớn gì kêu lưu quản gia lấy rượu lại đây lưu quản gia động tác lưu loát cầm rượu tới cười hỏi lão gia thế nhưng là thật lâu không có uống qua rượu hôm nay như thế nào rượu sâu chạy tới hôm nay có một chuyện cao hứng đáng ăn mừng đang ngồi đều bị nói mạt danh kỳ diệu nữ nhi của mình đã ủy khuất thành cái dạng gì lại còn có chuyện cao hứng đáng giá uống rượu chúc mừng lâm kính chào luôn sốt ruột yêu nữ hành động khác thường hôm nay làm cho người ta nhìn không thấu Vậy lão gia ta sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn." Lưu quản gia phản ứng cực nhanh, không hỏi nhiều không tìm tòi nghiên cứu, xoay người đi về phía phòng bếp. Thức ăn xong rồi, đưa thức ăn đến phòng tiểu thư, phỏng chừng lúc này cô ấy cũng không muốn xuống. Lâm Kính Kính phân phó. Thức ăn tinh xảo, cực kỳ thích hợp uống rượu, Lâm Kính Kính cơ hồ là tâm tình vượt quá sung sướng dùng cơm, mỗi một ngụm rượu đều chậm rãi uống, tinh tế thưởng thức, sung sướng tự hồ không thích hợp thế nhưng sẽ không có người tìm tòi nghiên cứu hỏi nguyên nhân bởi vì hỏi tự hồ cũng trở nên không thích hợp dùng cơm xong lâm kính kính một mình một người tiến vào thư phòng đem cửa phòng khóa trái gian phòng tối tăm chỉ để lại một ngọn đèn bàn chiếu sáng một chỗ trên bàn học mặt bàn sạch sẽ chỉ có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe lẳng lặng nằm ở nơi đó lâm kính kính đem chính mình lâm vào trong ghế ngồi cầm lấy tờ báo cáo kia cẩn thận quan sát sau đó mở ngăn kéo thứ nhất bên tay phải ra, bên trong còn có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe, chỉ là cũ kỹ một chút. Anh trịnh trọng đưa hai bản báo cáo cho một tấm ảnh đặt trên bàn, người phụ nữ trong ảnh tươi cười dịu dàng, nếu nhìn kỹ, tướng mạo lâm giai tuệ cực kỳ tương tự. Lâm kính kính thâm tình nhìn chăm chú vào người trong ảnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài khung kính, miệng thấp giọng nỉ non. Là máu AB âm tính RH, bà xã, con của chúng ta được cứu rồi, em yên tâm, bất luận giá nào, anh nhất định sẽ bảo vệ con gái của chúng ta thật tốt. Chương 9 Trần mặt cổ quái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đêm đó Bạch Lê ngủ cực kỳ không yên, liên tiếp ác mộng làm cho cô ngủ tỉnh lại, cảnh trong mơ không giống nhau, trong hôn mê tỉnh lại không nhớ rõ chi tiết, nhưng trong mộng cái loại cảm giác mất đi thứ gì đó yêu thích đau thấu nội tâm này, lại ở lúc tỉnh lại vẫn rõ ràng. Cứ như vậy trằn trọc đến chân trời, Bạch Lê liền rời giường thay quần áo ra ngoài chạy bộ. Hôm nay thời gian ra ngoài quá sớm, đợi đến khi cô chạy bộ xong trở về, dì quét dọn vệ sinh trong trang viên còn chưa quét dọn xong, đẩy xe công cụ dọc đường đi lên, một đường lên dốc, cực kỳ vất vả. Độ dốc trên đường dốc đứng, xe công cụ trượt xe mấy lần, dì cố sức chống đỡ mới có thể cố gắng đi tới. Bạch Lê thấy thế, chạy nhanh vài bước lên yên lặng dùng sức đẩy ở phía sau xe dụng cụ, thật sự rất nặng hơn nữa còn có một cổ mùi móc cùng mùi thối hỗn hợp phức tạp chui thẳng vào xoang mũi một đường lên dốc mặc dù hai người cũng cất bước gian nan dì nói cho cô biết bình thường thật ra là máy móc nhưng ngày hôm qua máy móc xảy ra trục trặc trở về nhà máy sửa chữa hôm nay không thể không chọn dùng nhân công càng không khéo chính là một dì khác phụ trách cùng một khu vực phát sốt xin nghỉ lúc này mới bạch lê cười nói dì không sao cháu giúp gì vừa lúc nhà cháu ở chỗ cao nhất vì một đường nói mùi vị không ngon rất bẩn ngường ngùng các loại bạch lê lắc lắc tay tỏ vẻ không ngại chỉ là con đường lên dốc này bị vật nặng này có vẻ dài dằng dặc dị thường đang lúc tay bạch lê mỏi như khó nâng trọng lượng xe công cụ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng bên cạnh cô có thêm hai cánh tay có đường công cơ bắp cực kỳ lưu loát dùng tư thế giống nhau của cô đẩy xe công cụ là ngươi bạch lê kinh ngạc nhìn trần mặt thật trùng hợp hắn cũng sớm như vậy đi ra chạy bộ hắn vẫn như cũ mặc màu xanh sẫm trang phục thể thao, màu đen dây tóc, vài dọc mồ hôi dọc theo ưu việt hàm đường chảy xuống, mặt trời xuyên qua trong suốt, phát ra hào quang. Trần mặt im lặng không lên tiếng, mắt nhìn về phía trước, đường công cơ bắp căng thẳng của hai cánh tay biểu hiện sự dùng sức của hắn, thuốc dáng dài dáng trên cánh tay vô cùng rõ ràng. Bạch Lê phớt lờ sự trầm mặt của anh, còn nói thêm. Tay anh không sao chứ? Cái đó. Hôm qua cảm ơn anh. Ừ, được, quả nhiên tích chữ như vàng, người cũng như tên. Bạch Lê nghĩ dù sao cô cũng đã nghiêm túc nói lời cảm ơn rồi. Hai người đồng tâm hiệp lực giúp dì đưa hộp dụng cụ đến chỗ đầu xe, khi dì liên tục gật đầu cảm ơn, Trần Mặc xoay người lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lý chung cư. Về phương diện an bài nhân viên quản lý, khi gặp tình huống đặc biệt, không thể tiến hành điều phối nhân viên thích đáng. Tôi hy vọng sáng nay anh đưa ra một phần phương án giải quyết cho Bộ trưởng Bộ Quản lý Quản lý tổng giám đốc phạm bạch lê mới nhớ tới lâm gia và trần gia là nhà đầu tư lớn nhất của khối bất động sản này Dì bỗng nhiên cảm thấy kinh hoảng không ngừng nói không liên quan đến quản lý ai nha hôm nay a à, là tình huống đặc biệt a à, tiểu tử đừng để quản lý viết kiểm điểm đi không phải kiểm điểm mà là giải pháp bạch lê biết rõ gì thật ra là sợ quản lý tài sản chỉ trích cô lên tiếng trấn an gì dì, dì đừng gấp bọn họ chỉ thảo luận phương án giải quyết không phải chỉ trích ai gì nói đúng không trần mặc trần mặc thản nhiên nhìn bạch lê thất trách đương nhiên cần phê bình nói xong tiêu sái xoay người rời đi này không biết nhân gian khó khăn trần đại thiếu gia không biết hắn một câu nói có thể ảnh hưởng một người vứt bỏ công việc uy trần đại thiếu gia ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy quản lý rất có thể tìm a di phiền toái sao có thể là anh ta thất trách trong công việc còn có thể đổi phương thức khác không tối thiểu có thể đừng gọi cú điện thoại này trước mặt gì bạch lê thấy người bên cạnh thờ ơ thở dài quên đi thật đúng là không thông với mẹ vừa lúc cũng đi tới cửa lâm phủ bạch lê đẩy cửa chuẩn bị về nhà Khủ! hôm qua về nhà có khỏe không tiếc hầu trần mặt nổi bật không tự nhiên khí thế tuyệt đối khác với lúc trước anh đừng hiểu lầm tôi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của lâm giai tuệ hiểu lầm hiểu lầm cái gì bác sĩ gia đình nói cô ấy không sao anh yên tâm bạch lê nói xong liền đóng cửa vậy lâm thúc thúc hắn cũng rất tốt làm sao vậy bạch lê buồn bực nhìn trần mặt không rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì lâm thúc không nổi giận lâm giai tuệ ngày hôm qua trước mặt mọi người chịu ủy khuất lớn như vậy lâm kính kính tất nhiên sẽ không bình thản xử lý mới đúng cái này bạch lê xem như suy nghĩ cẩn thận trần mặt đây là ngoài ý muốn hôm nay nàng còn có thể hảo hảo đi ra chạy bộ dĩ nhiên không bị nghiêm khắc trăng dậy bị đuổi ra khỏi nhà vòng vo lớn như vậy không nghĩ tới bên dưới bề ngoài tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cất giấu một trái tim bát quái như vậy không có như thế nào ngươi muốn thay lâm thúc thúc giáo dục ta Thầy lâm giai tuệ xuất khẩu ác khí hay là ngươi muốn biết ta vì sao không bị đuổi ra khỏi nhà Loãng xoảng bạch lê dùng sức đóng cửa sắt lại oán hận xoay người trở về nhà trần mặc không phải ngậm ở trong miệng còn chưa nói ra miệng đã ăn một cái canh bế môn thật lớn trần mặc đối mặt với cánh cửa lâm phủ lần đầu tiên đóng chặt hắn không nói gì vừa rồi nhìn nàng đầy tơ máu chỉ là muốn biết tối hôm qua nàng có bị làm khó hay không trần mặt bất đắc dĩ bị chọc cười lo lắng của hắn thật sự dư thừa cô gái này cùng người chung quanh hắn quá mức bất đồng giống như một gốc xương rồng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường khắp nơi đều là gai không cẩn thận sẽ bị đâm trúng trần mặt thất thần cảm thấy điện thoại di động trong tay rung lên hai cái mở tin nhắn ra nhìn thấy là lâm giai tuệ gửi tới oán giận anh ngày hôm qua vì sao không nghe điện thoại của cô sao không quan tâm cô chịu ủy khuất trần mặt suy nghĩ một chút gửi đi hôm qua tôi cũng ở trong lối thoát hiểm lúc ấy anh ở một tầng trên nơi các cô tranh cãi vừa mới nghe xong một cú điện thoại đang chuẩn bị xuống lầu vừa vặn quan sát toàn bộ quá trình tranh cãi không thể nói là không đặc sắc sau đó anh mới từ một cửa khác đi ra bạch lê phát hiện hôm nay lâm giai tuệ khác với ngày xưa vẻ mặt ảm đạm hoang mang vô chủ toàn bộ mệt mỏi không hề có sức sống sáng nay càng khó có được bữa sáng mẹ tần lương sinh chuẩn bị sau đó lại nghe nói lúc thi cô còn được giám thị nhắc nhở bỏ sót tên bài thi lúc nộp bài thi còn có một phần đề trống những thứ này đều là tôn khả khả cùng trường thi với lâm giai tuệ nói cho cô biết tôn khả khả hưng phấn cảm thán lần này nhờ phúc của lâm giai tuệ cô đại khái không phải là người đứng đầu đếm ngược dù sao cô đã trả lời xong toàn bộ bạch lê hôm qua cậu quá trâu bò chưa từng có ai có thể làm cho lâm giai tuệ mất mặt như thế trước đây có một bạn học chỉ cãi nhau với cô ấy vài câu không bao lâu sau bạn học này liền chuyển trường đáng sợ tôn khả khả gắp một miếng thịt lớn từ trong đĩa cơm của bạch lê cười ngây ngô bạch lê cậu không ăn chứ bạch lê cười gật đầu lại gắp thêm cho cô một miếng từ trong đĩa ăn hôm nay lúc tôi tiến vào sân trường nghe được hai người sau lưng gọi thẳng tôi khủng bố tư thế kia hận không thể cách tôi tám trường xa Bạch Lê cười hai tay khoa trương khoa tay múa chân một khoảng thật lớn. Không không, không sợ. Bởi vì tôi biết Lâm Giai Tuệ trêu chọc anh trước. Tôn Khả Khả chớp mắt nhìn chầm chầm vào miếng thịt còn lại của Bạch Lê. Bạch Lê đẩy về phía trước, ý bảo cô đều kẹp đi. Sao anh chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi nghe được Trần Mặc cùng Lão Vương nói chuyện, ngay tại các ngươi đi Lão Vương văn phòng trên đường, ta vừa vặn đi vệ sinh xong trở về, nói đến đáng tiếc, không có tận mắt thấy kia đặc sắc tràn diện, các nàng cho ta thuộc lại đặc sắc ta đều cảm thấy thiếu chút ý tướng. Trần Mặt Hắn nói cái gì? Đại Khái nói là anh ta nhìn thấy Lâm Giai Tuệ không cẩn thận ngã xuống đất, anh cũng không đánh cô ấy trong lối đi, hình như là nói như vậy. Bạch Lê kinh ngạc vì Trần Mặt cư nhiên biết chân tướng, càng ngoài ý muốn hắn sẽ tìm chủ nhiệm lớp nói ra tình hình thực tế, sáng sớm hôm nay hắn không phải còn ước gì mình bị chỉ trích chẳng lẽ là mình hiểu lầm hắn? Đương nhiên. Nhưng cho dù tôi không nghe thấy, tôi cũng tin tưởng cô, cũng chính là những nam sinh kia dễ dàng bị lừa gạt, lầm giai tuệ người kia, cũng không phải là người tốt gì. Cả ngày động một chút liền ông ngực, cho rằng mình là Tây Thi sao? Này này, tôi nghe thấy rồi. Quản sổ đặt mông ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả, cố ý cao giọng hô. Tôn Khả Khả nói lâm. Tôn Khả Khả che miệng quản sổ miệng. Bạch Lê bị hai người bọn họ chọc cười, nghiêng đầu nhìn thấy bóng dáng trần mặt chậm rãi ăn cơm trong phòng thủy tinh trong suốt lộ ra. Hình như cô lại nợ người đàn ông này một câu cảm ơn. Cái này cũng không trách nàng đi, ai bảo hắn buổi sáng nói chút kỳ kỳ quái không có lo diệt lời nói. Người bị nhìn chăm chú làm như có cảm ứng, ngẩng đầu vừa vặn cùng Bạch Lê bốn mắt nhìn nhau, cô tự như tên trộm bị bắt, chột dạ vội vàng dời tầm mắt, trong lòng lại thùng thùng nhảy không ngừng không đúng, cô khẩn trương cái gì? Chương 10 Thành tích trước 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Liên tiếp 3 ngày thi, khẩn trương phong phú, trôi qua thật nhanh Nhưng mà, thành tích phát nhanh hơn, cùng với phiếu điểm còn có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe Tôi đã nói rồi, lần này tôi không đứng thứ nhất đến ngược Tôn khả khả quay đầu lại, biểu môi về phía chỗ ngồi của Lâm Giai Tuệ, vị kia quả nhiên đứng thứ nhất đến ngược bạch lê nhàn nhạt ừ một tiếng đem phiếu điểm cùng báo cáo kiểm tra sức khỏe xếp chung một chỗ tôn khả khả thò đầu tới cầm lấy báo cáo của cô cẩn thận xem đi xem lại tôi đi cô là nhóm máu ab âm tính rh cô là máu gấu trúc tôn khả khả khoa trương nhìn bạch lê ừ bạch lê cầm lấy báo cáo gấp lại bỏ vào cặp sách thật không thể tưởng tượng nổi nhóm máu hiếm như vậy lớp chúng ta có hai người bạch lê kinh ngạc loại máu hiếm này của cô là loại hiếm thấy nhất cả thành phố chưa chắc có mấy người trong lớp lại có người giống cô còn ai nữa lâm giai tuệ xem ra tính cách phân tích nhóm máu không chính xác hai người tính cách khác nhau lại là cùng một nhóm máu không ngờ lại trùng hợp như vậy tôi nghe chú tôi nói mẹ của lâm giai tuệ năm đó qua đời vì bệnh tim chính là bởi vì nhóm máu hiếm không có nhóm máu thích hợp mới hoàn toàn không có hy vọng sinh tồn lúc ấy cha cậu ấy nghĩ hết biện pháp bỏ ra nhiều tiền mời bác sĩ ngoài khoa tim lợi hại nhất trong và ngoài nước cũng vô ích cha và mẹ cậu ấy là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm khi đó chú lâm có thể nói là cực kỳ bi thương bạch lê nghe tôn khả khả nói trong lòng một cổ cảm giác quái dị chợt lóe lên không thể nói rõ nguyên nhân gì chẳng lẽ là bởi vì mình biết lâm kính kính cùng người vợ đã mất của hắn tình cảm sâu đậm bạch lê cười thầm mình quá mức mẫn cảm dụng tâm với người vợ đã mất mới có thể đối tốt với mẹ mình mới đúng. Tôn Khả có thể thấy được Bạch Lê ngay người, thuận tay cầm lấy Bạch Lê phiếu điểm lật xem, qua kháo A, Bạch Lê, ngươi. Ngươi dĩ nhiên là trong lớp top 10. Thanh âm vang dội, toàn bộ phòng học nghe rất rõ ràng, dẫn tới bạn học xung quanh nhau nhau nhìn qua, cũng thành công gọi lại suy nghĩ của Bạch Lê. Nhỏ giọng một chút. Bạch Lê cầm phiếu điểm, sắp xếp lại, dùng bút đỏ đánh dấu thành tích toán học. Lần thi toán này, cô có một đề lớn làm sai. Nghe nói cả lớp chỉ có hai người trả lời đúng, một người là thiên tài toán học quản số, người còn lại là trần mặt. Đang lúc Bạch Lê xoay người tìm quản lý để hỏi trình tự giải đề của anh, một hồi tiếng sách rơi trên mặt đất thật lớn truyền đến chỗ ngồi của Lâm Giai Tuệ. Lâm Giai Tuệ đứng lên, hai tay siết chặt, lập tức đi về phía Bạch Lê. Top 10 không dậy nổi sao? cũng không phải đứng đầu khối, rêu rao cái gì, ai biết cậu có gian lận hay không, một người từ trường trung chuyển tới, làm sao có thể thi được top 10. Bạch Lê cũng không có rêu rao, lại nói ngươi như thế nào có thể tùy tiện nói người khác gian lận, chứng minh. Chứng cứ đâu? Tôn Khả Khả thật sự tức không nổi cố lấy dũng khí nói, nhưng tại lâm giai tuệ nhãn đao quét qua một khắc, khí thế lập tức yếu xuống. Các bạn học khác đều nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, sao có thể tùy tiện nói người khác gian lận nếu thật sẽ ghi vào hồ sơ cũng không thể nói lung tung đúng vậy đúng vậy không có khả năng lắm bạch lê mỉm cười bình tĩnh dựa vào ghế ngồi hỏi vậy xin hỏi bạn học lâm vẫn luôn học ở thắng hiền lần này thi hạng mấy lâm giai tuệ sắc mặt đỏ dần ông ngực quay đầu hướng nhỏ giọng nghị luận bạn học trống làm sao không có khả năng nàng đều có thể tùy ý khi dễ bạn học còn sẽ không gian lận sao Lâm Giai Tuệ còn chưa nói xong, thanh âm im bặt. Bạch Lê theo ánh mắt Lâm Giai Tuệ quay đầu lại, thì ra là trần mặt từ cửa sau phòng học đi vào. Những bạn học khác. Đúng vậy, trước đó không lâu Bạch Lê còn động thủ đánh người. Nhưng Lão Vương cũng không xử lý Bạch Lê, nói không chừng có ẩn tình gì, cho dù là, cũng không thể cứ nói Bạch Lê gian lận như vậy, giữa hai người không có quan hệ nhân quả. Trần mặt quét mắt một vòng, bạn học nhau nhau tự động cấm nói xoay người lại làm bộ nghiêm túc học tập, thực tế đều dựng thẳng lỗ tai ra sức tìm kiếm tín hiệu bát quái. Anh Trần mặt. Giọng lâm giai tuệ yếu ớt còn run rẩy, giống như vừa rồi vênh váo hung hăng không phải cô. Đôi khi Bạch Lê thật sự muốn hỏi cô một chút, tính tình nôn nóng như vậy thật sự tốt cho trái tim sao? Ra ngoài một chút. Trần Mặc xoay người đi ra khỏi phòng học. Lâm Giai Tuệ chậm rãi đi theo phía sau, trước khi đi còn không quên nói với Bạch Lê đều tại anh ách bạch lê nhìn không được phun tào người này đích xác có bệnh còn bệnh không nhẹ lâm giai tuệ cúi đầu hai tay xoắn vạt áo đồng phục học sinh thẳng tắp đứng ở trước mặt trần mặt tựa như học sinh tiểu học nhận lầm tôi đã nói rồi lúc đó tôi đang ở cầu thang cứu hỏa anh hẳn là hiểu ý tôi trần mặt cho rằng tin nhắn gửi ngày đó với sự thông minh của lâm giai tuệ sẽ hiểu có chừng mực sẽ không để chuyện này lên men nữa đều là bởi vì bạch lê trước kia bất luận anh làm gì em cũng sẽ không đối xử với anh như vậy sẽ không không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại cũng không tới tìm anh ô ô ai cũng giống nhau ta chán ghét làm như vậy nhưng là ta chính là bởi vì như vậy thi không tốt mất đi lần này đổi vị trí tư cách trước đó vương lão sư đáp ứng ta chỉ cần ta thi so với bạch lê tốt ta có thể ngồi ở vị trí của nàng tôi ngồi phía trước ai tôi cũng sẽ không để ý giọng nói của Trần Mặc trở nên lạnh lùng, khiến trong lòng Lâm Giai Tuệ căng thẳng. Coi như là ta. Coi như là ngươi. Em và anh lớn lên từ nhỏ. Em gái, em cũng không quan tâm sao. Lâm Giai Tuệ trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin. Đây là lần đầu tiên, Trần Mặc tỏ rõ cô ở chỗ anh cũng không có gì khác với những người khác, cô vẫn cho rằng cô sẽ là ngoại lệ, đặc biệt. Ai cũng giống nhau, có người không có người, là ngươi hay là người khác. Trần mặt thở dài, thân thể không tốt, tỉnh dưỡng tinh thần, ta nghĩ Lâm Thúc Thúc cũng không muốn gặp ngươi như vậy. Lâm Giai Tuệ chán nản dựa vào lan can hành lang, muốn giữ chặt Trần mặt hỏi thêm vài câu, nhưng đã không còn lòng tin truy cứu. Cô sợ Trần mặt nói với cô như vậy, cũng sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe. Nhưng mà, sao có thể như thế chứ? Nhất định là bởi vì Bạch Lê, đúng, nhất định là bởi vì cô từ khi cô đến đây tất cả dường như đều lặng lẽ thay đổi ba nói để cho cô nhìn bởi vì thắng lợi cuối cùng là cô nhưng làm sao bây giờ cô thật sự là chịu không nổi bạch lê ngồi trong phòng học hắt xì một cái ô là điều hòa gió lạnh hơi lớn sao bạch lê cầm đề thi toán quản số làm bài cuối cùng cẩn thận nghiên cứu nhưng vừa rồi quản số nói cho cậu biết phương pháp giải đề của trần mặt khác với cậu có thể lấy ra xem sẽ có rất nhiều thu hoạch Lúc Bạch Lê trả bài thi làm bộ lơ đã nhìn lướt qua trần mặt, từ khi hắn vừa trở về, không nói tiếng nào cúi đầu đọc sách, che đậy hết thảy lễ vật bát quái. Bạch Lê chuyển bút tự hỏi khả năng có thể mượn được, trong đầu nhớ lại như thế nào đều là cảnh tượng hai người bọn họ ở chung không tính là vui vẻ. Hỏi trực tiếp. Không được. Nếu hắn mang thù lần trước nàng cho hắn bế môn canh, một ngụm từ chối vậy nàng sẽ rất khó coi. Không hỏi. Không được cô nhất định phải hiểu rõ đề này. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết tại sao, bút không cẩn thận, thật sự không cẩn thận lăn xuống dưới ghế trần mặt. Ách! Trần mặt đồng học, phiền toái ngươi giúp ta nhặt bút một chút, cảm ơn. Bạch Lê ấy nấy cười, hai cái răng hổ nhỏ lại lộ ra, nàng vẫn biết như thế nào thiện dụng chính mình mỹ mạo, đối mặt lúc này đáng yêu vô tội nàng. Chỉ cần không phải động vật máu lạnh, thật sự khó có thể cự tuyệt giúp nàng. Quả nhiên, trần mặt không nói tiếng nào cúi người nhặt lên đưa cho cô thế nhưng bất quá bao lâu không biết chuyện gì xảy ra cục tẩy lại lăn xuống dưới ghế trần mặt bạn học trần mặt dưới ghế của bạn có gì hấp dẫn không hắc hắc phiền bạn hỗ trợ một chút trần mặt lại nhặt lên đưa cho cô sau khi lặp đi lặp lại vài lần đôi mắt màu mực nhạt của trần mặt nhìn cô chầm chầm, em muốn làm gì ha 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 không muốn làm cái gì a à? chính là cái kia. Trần mặt nhướng mày, rất có hứng thú nhìn chầm chầm bạch lê đang dập đầu, trước đây ở trước mặt anh, cô nhanh mồm nhanh miệng hiếm khi có lúc vụng về như thế. Quên đi, bạch lê thiển cắn môi, thầm hạ quyết tâm. Muốn mượn bài thi toán của em xem một chút. Loan loan nhiễu nhiễu mệt chết đi được, nếu hắn thật sự không cho mượn. Thì tự mình nghĩ biện pháp, ôi.